Chấm, cuối cùng bọn họ cũng đi tới đích của chuyến đi này, trượng kiếm tông ở phía nam hoàng cực thánh vực, ở trong tưởng tượng của tần vấn thiên chắc trượng kiếm tông nằm ở nơi đồng bằng hoang dã, sơn môn sừng sững, rất nhiều người tài kéo đến muốn bái vào sơn môn. Nhưng sau khi đến, hắn lại cười khổ, ở xung quanh khu vực này đều mang vẻ phồn hoa, ở bên ngoài trượng kiếm tông có thanh cổ kiếm đứng sừng sững ở đó, đây là lãnh thổ của trượng kiếm tông, ở đằng trước có một thanh cự kiếm cao tận trời, giống như là muốn cắm thẳng lên trời, ở trước nữa có núi cổ nối tiếp nhau từng cung điện đứng sừng sững trong đó giống như các tòa tiên cung trên trời trượng kiếm tông vắt ngang qua vài trăm dặm nhưng nó nằm ở trong khu vực phồn hoa không phải là đứng sừng sững giữa núi non hoang dã ngoài lãnh địa trượng kiếm tông có bóng người lui tới không dứt trong ánh mắt bọn họ ngắm nhìn sơn môn trượng kiếm tông đều mơ hồ có một tia sùng kính sao rất thất vọng à chấm lâm soái đứng ở bên cạnh tần vấn thiên cười hỏi sao có thể chỉ là có chút bất ngờ ta còn tưởng trượng kiếm tông tọa lạc giữa dãy núi. Tần vấn thiên cười nói, võ tu chúng ta cầm kiếm hành tẩu thiên hạ, tự tại trong hồng trần, trượng kiếm tông không có siêu phàm thoát tục như người nghĩ đâu. Đều là người trong hồng trần, hồng trần luyện kiếm, đi lại trong thiên hạ, khoái ý ân thù, tiêu tiêu sái sái, không thẹn với bản tâm. Lâm Soái mỉm cười nói, con người không cách nào đối diện với bản tâm của mình, như vậy mà muốn đạt được cảnh giới cao hơn trên con đường kiếm đạo thì hoàn toàn không có khả năng. Trượng kiếm tông quản giáo các đệ tử nội môn cực kỳ lỏng lẻo, đó là vì không muốn trói buộc đệ tử. Ngươi hãy nhớ cho kỹ, đã vào trượng kiếm tông, không yêu cầu ngươi làm mọi chuyện theo khuôn phép, chỉ cần đối diện thứ trong lòng mình muốn. Một ngày nào đó nếu ngươi phát hiện trượng kiếm tông không hợp với mình thì ngươi hoàn toàn có thể nói ra, ngược kiếm rời đi, tông môn sẽ không làm khó ngươi, hay cho trượng kiếm tông tiêu sái. Tần Vấn Thiên nghe lời lâm Soái nói, trong lòng rất rung động, ở trong thành Nguyễn Vương hắn đã từng nghe rất nhiều lời đồn đãi về trượng kiếm tông, xem ra quả nhiên là thật. Tông môn này khác hẳn với môn phái khác, thật sự tiêu sái rộng rãi, không trần luyện kiếm, đi lại trốn thế gian, khoai ý ân thù, tiêu tiêu sái sái, tất cả chỉ cầu không thẹn với bản tâm. Khi hai người nói chuyện, đoàn người đã ngự kiếm vào tông môn trượng kiếm tông, đến gần thì càng phát hiện trượng kiếm tông giống như tiên cung, suối núi thác nước bay xuống, trong đền đình đài các có người cười nói, trong diễn võ trường ở trong núi cổ có người luyện kiếm luận bàn, cả một cảnh tượng an hòa. Chấm nhìn thấy đoàn người này trở về không ít người trong trượng kiếm tông ngẩng đầu ngóng nhìn chỉ thấy có rất nhiều đệ tử ở xa xa tụ tập một chỗ đều là thanh niên nam nữ tu vi của người trượng kiếm tông hầu như đều từ thiên cương cảnh trở lên mặc dù đã ba bốn mươi tuổi thoạt nhìn cũng chỉ là bộ dáng thanh niên bởi vậy họ không hiếu kỳ chút nào huống hồ đám đệ tử này vốn rất trẻ tuổi thất sư huynh đã trở lại còn dẫn theo hai thanh niên bọn họ là đệ tử mới chiêu mộ sao chỉ thấy dưới thác nước trong động tiên các thanh niên nam nữ kia nhìn về hướng đám người lâm soái một thanh niên mặc áo trắng lộ ra vài phần tò mò nữ tử này đẹp quá nàng ấy cũng muốn vào trượng kiếm tông ta hay sao nếu là như thế đệ nhất mỹ nữ trượng kiếm tông ta ngoài nàng ra thì còn ai nữa ở bên cạnh một thanh niên dùng hai mắt tỏa sáng nhìn thanh nhi hư bên cạnh hắn một vị nữ tử mỹ mạo lạnh lùng hừ một tiếng nữ tử này dáng người cao gầy đồi núi chập trùng da thịt trắng như tuyết hai mắt sáng ngời mặt trái xoan bề ngoài cực kỳ xinh đẹp hơn nữa lại mang theo vài phần anh khí, thoạt nhìn cực kỳ thoải mái, nàng trừng mắt nhìn thanh niên bên cạnh, khẽ mắng, đổ háo sắc, bản năng con người thôi. Chấm, thanh niên tiêu sái nói, trái lại không thèm để ý cười lại nói, đáng tiếc sư mọi người cư xử với sư huynh như gần như xa, nếu như sư mội nguyện ý gả cho sư huynh, sư huynh chắc chắn sẽ không nhìn nữ tử khác nữa. Cút, nàng ta hung hăng khinh bỉ đối phương, bên cạnh, một thanh niên gầy yếu đeo cổ kiếm lại mở miệng nói, thất sư huynh hộ tống các trưởng bối tới trượng kiếm tông cũng không biết vì sao hôm nay trở về lại dẫn theo hai vị thanh niên này chẳng lẽ chuyến này bày ra trận hình như thế chỉ vì hai người này thôi sao trượng kiếm tông ta chưa từng có tiền lệ như thế đúng là kỳ lạ sư huynh qua đây rồi kia nữ tử bên cạnh mở miệng nói sau đó liền thấy đám người lâm soái đáp xuống ở bên này lão giả đứng đầu phân phó một tiếng lâm soái người sắp xếp chuyện sau đó đi vâng lâm soái gật đầu nhất thời lão giả kia dẫn theo đoàn người rời đi thất sư huynh, huynh đã trở về. Nàng ta đi lên trước một bước, nhìn lâm soái rồi mỉm cười, thái độ hoàn toàn khác so với khi đối đãi với thanh niên bên cạnh, sư muội nhìn thấy thất sư huynh trở về thì trong lòng nở hoa, thực khiến người ta đau lòng mà. Thanh niên vừa rồi bị mắng háo sắc thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía thanh nhi, mở miệng hỏi, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Thanh nhi lạnh lùng nhìn hắn một cái, không thèm để ý, xem hắn là không khí, khiến cho không ít người chung quanh đều lộ ra ý cười, thanh niên kia cũng lộ ra vẻ xấu hổ, người thành thật chút cho ta. Chấm, lâm soái trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn mọi người giới thiệu nói, đây là sư đệ tần vấn thiên và sư muội thanh nhi, sau này bọn họ cũng là đệ tử trượng kiếm tông. Sư muội thanh nhi không thích nói chuyện, các ngươi đừng có quấy rầy, có chuyện gì thì nói với tần sư đệ, hắn tự sẽ báo cho sư muội biết. Thanh Nhi vì bảo vệ cho Tần Vấn Thiên mới xuất hiện ở trong võ trường Thành Nguyễn Vương, dọc theo đường đi hắn cũng biết quan hệ của hai người không bình thường nên mới ra lệnh như thế, vâng, sư huynh. Hiển nhiên mọi người rất kính trọng lâm soái đều nhất mực gật đầu. Tần Vấn Thiên vẫn luôn yên lặng quan sát, lại hơi kinh hãi trong lòng, không ngờ lâm soái chỉ là sư huynh của mình, hắn còn tưởng thân phận của lâm soái sẽ cao hơn hắn một thế hệ, người này chính là nhân vật lãnh tụ mặt ngoài của trượng kiếm tông, trừ lão giả trong chuyến đi này. Hắn lại không biết rằng bởi vì lâm soái chính là đệ tử thân truyền của tông chủ trượng kiếm tông, do đó địa vị không tầm thường, hơn nữa thực lực thiên phú lại rất đáng sợ, ta tên Diệp Lăng Sương, sư đệ sư muội cứ gọi ta là Diệp Sư Tỷ hoặc là Lăng Sương Sư Tỷ đều được. Nàng ta nhìn Tần Vấn Thiên và Thanh Nhi mỉm cười, tự giới thiệu một tiếng, Khương Hoài. Gã gầy yếu nhìn hai người khẽ gật đầu, Lưu Vân. Thanh niên háo sắc cũng cười nói, mọi người lần lượt giới thiệu, Tần Vấn Thiên đều gật đầu đáp lễ mọi người, sư đệ, sủng vật này thật là đáng yêu, ta có thể xem chút không? Chấm, Diệp Lăng Sương nhìn tiểu hỗn đản trong lòng Tần Vấn Thiên, trong ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, nàng từng giết không ít yêu thú, lại rất ít gặp được tiểu yêu đáng yêu như vậy, được. Tần Vấn Thiên gật đầu, hơi buông tay, thân thể tiểu gia hỏa kia nhảy lên, nhào vào trong lòng Diệp Lăng Sương, khiến cho mặt Diệp Lăng Sương tràn đầy ý cười. Tiểu gia hỏa chui vào trước ngực của nàng rụi rụi, cuộn mình ở đó, dường như cực kỳ hưởng thụ, giọng trẻ con nói, thật, mềm, nha. Mặt Diệp Lăng Sương bỗng hóa đá, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa trong lòng không chớp. Mặt tần vấn thiên nổi đầy gân đen, nhìn gia hỏa trong lòng diệp lăng xương, xúc động hận không thể bóp chết nó, tên khốn kiếp này thật đúng là biết ăn nói mà. Khụ khụ, Lưu Vân ho khan một tiếng, rất là ghen tị nhìn tiểu gia hỏa kia một cái. Sau đó ánh mắt nhìn về phía tần vấn thiên lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, nói nhỏ, thì ra sư đệ là người đồng đạo nha. Tần vấn thiên nghe thấy lời Lưu Vân nói hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, vụng trộm nhìn thoáng qua Diệp Lăng Sương, chỉ thấy sư tỷ này cũng nhìn hắn cười mà như không cười, loại ánh mắt khinh bỉ đó làm Tần Vấn Thiên muốn ngửa mặt lên trời thở dài, lúc này mới vừa vào Trượng Kiếm Tông, xem ra thanh danh hắn đã bị hủy trong tay tiểu hỗn đàn này rồi, tiểu hỗn đàn, cút về cho ta. Tần Vấn Thiên nhìn tiểu hỗn đàn hung dữ, lại thấy đối phương xoay người, nằm lười biếng ở trên ngọn núi mềm mại no đủ kia, nheo đôi mắt nhỏ, vẻ mặt rất là say mê, sư đệ cũng dạy dỗ thật tốt. Diệp Lăng Sương cười khanh khách, Tần Vấn Thiên buồn bực trong lòng, nhảy vào sông cũng không rửa sạch được, sư đệ sư muội, ta đưa các ngươi đi trượng kiếm tông một chút. Lúc này Lâm Soái mới mở miệng nói, xem như giải vây cho Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên gật đầu, sau đó mấy người cùng nhau bay lên trời, đám diệp lăng xương cũng theo phía sau, đi về phía trước, trượng kiếm tông vắt ngang vài trăm dặm địa vực, có ba ngàn đệ tử, ở sát núi cổ, chỗ đệ tử ở trong nhà gỗ bên trong dãy núi. Ngươi có thể lựa chọn một nhà gỗ trống làm chỗ ở của ngươi, Lâm Soái dừng ở trước người Tần Vấn Thiên một bước, chỉ phòng ốc giữa vách núi, phong cảnh xinh đẹp, cực kỳ thanh tĩnh, hơn nữa mấy căn nhà gỗ cách nhau một khoảng, khi tu hành sẽ không quấy rầy lẫn nhau, sương sớm mờ ảo, giống như nơi tiên nhân ở. Chỗ ở và nơi tu hành của Trượng Kiếm Tông hoàn toàn tách rời nhau, người nhìn bên kia đi, chính là võ trường của Trượng Kiếm Tông ta, các đệ tử có thể luận bàn trong đó, nếu như đệ tử có mâu thuẫn kịch liệt với nhau, các trưởng bối sẽ giảng hòa, giảng hòa không được thì hai bên có thể xin quyết chiến lâm soái chỉ một chỗ trong đó nơi đó có một khu vực rộng lớn võ trường san sát nhau phía dưới có rất nhiều đệ tử tần vấn thiên ghi nhớ trong lòng trượng kiếm tông chính là tông môn có nhân số ít nhất trong chín phái lớn tuyển đệ tử cực kỳ nghiêm khắc nhưng không ngờ cũng có ba ngàn đệ tử có thể thấy được đây là một phái lớn đáng sợ cỡ nào chắc hẳn tám phái khác của chín phái lớn cũng mấy vạn đệ tử hơn nữa đều là tinh anh thật ra nếu nghĩ kỹ thì chuyện này vốn chẳng có gì lạ địa vực hoàng cực thánh vực rộng lớn cỡ nào, có vô số tông môn thế gia, còn có ba đại hoàng triều, rất nhiều cổ quốc, số dân cư khổng lồ cỡ nào, chín phái lớn chính là thế lực tầng cấp cao nhất ngoại trừ hoàng cực thánh tông, hàng năm thiên tài đệ tử muốn bái vào tông môn vô số kể, đều dùng đơn vị mấy chục vạn để tính, mặc dù trượng kiếm tông chọn một trong một ngàn thì cũng có mấy trăm người, tích lũy qua nhiều năm, ba ngàn đệ tử được tính là ít, nơi đó là trượng kiếm đài. Khi tông môn xảy ra chuyện lớn thì trượng kiếm đài sẽ phát ra tiếng chống rung trời, đệ tử trượng kiếm tông phải lập tức tụ tập ở đó. Lâm Soái lại chỉ vào một chỗ mênh mông, Tần Vấn Thiên ghi nhớ, tiếp tục đi về phía trước theo Lâm Soái. phía trước xuất hiện chín ngọn núi cổ, mỗi một ngọn đều chiếm cứ một vùng địa vực rất lớn, đây chính là núi tu hành, đệ tử trượng kiếm tông đông đúc, đương nhiên không có khả năng dạy chung với nhau được, căn cứ từng sở trường khác nhau của đệ tử mà có kiếm chủ của chín ngọn núi dạy học. Kiếm chủ của chín núi đều làm chủ một ngọn núi, dưới chướng kiếm chủ chín núi lại có trưởng lão chấp sự, làm theo ý của riêng mình giúp đỡ dạy ba ngàn đệ tử lâm soái nói sư huynh là đệ tử của ngọn núi nào chấm tần vấn thiên tò mò hỏi sư huynh chính là thủ sơn kiếm chủ đệ tử thân truyền của lăng thiên kiếm chủ lăng thiên kiếm chủ cũng là tông chủ trượng kiếm tông ta diệp lăng sương nhìn tần vấn thiên mở miệng nói về phần mấy người chúng ta cùng là môn hạ của lăng thiên kiếm chủ nhưng mà không phải là đệ tử thân truyền bái sư ở môn hạ của các vị trưởng lão thủ sơn tần vấn thiên khẽ gật đầu trượng kiếm tông có ba ngàn đệ tử đương nhiên không có khả năng đều do kiếm chủ chín núi tự mình đến dậy lâm soái thân là đệ tử thân truyền của tông chủ khó trách thân phận không tầm thường trong chín ngọn núi đều có tảng thư các, có công pháp thần thông sách cổ bút ký đệ tử các núi có thể tự đi xem đi tiếp về phía trước thì đó là nơi thái thượng trưởng lão trượng kiếm tông ta thanh tu không thể tùy tiện tới lâm soái nhìn tần vấn thiên dặn một tiếng ngoài ra giữa đỉnh núi cổ của trượng kiếm tông còn có vết tích cổ xưa đều là di tích tu hành do tiền bối trượng kiếm tông ta lưu lại, có thể tùy ý đi xem. Lâm Soái tiếp tục nói, mặt khác, ta muốn dẫn ngươi tới một nơi quan trọng. Nói xong, bóng người Lâm Soái đổi hướng, đám người tần vấn thiên ùn ùn đuổi theo, hắn nghi ngờ nhìn thoáng qua Diệp Lăng Sương bên cạnh, chỉ thấy nàng và đám người Lưu Vân đều mang vẻ mặt rất nghiêm túc, giống như nơi Lâm Soái đề cập có ý nghĩa không tầm thường. Không bao lâu sau, Lâm Soái dẫn hắn tới một ngọn núi, ở nơi này, lại có đệ tử đông đúc tập trung ở đây, bọn họ nhìn thấy lâm soái đến tất cả đều nhìn lâm soái rồi khẽ gật đầu gọi một tiếng sư huynh lâm soái chính là đệ tử thân truyền của tông chủ tu vi của bản thân đã vào cảnh giới thiên tượng không kém gì một số chấp sự tông môn đương nhiên được kính trọng lâm soái khẽ gật đầu đứng ở trên đỉnh núi cổ đám người lại nhìn về phía tần vấn thiên với thanh nhi phía sau lâm soái trong lòng kinh ngạc hai người này là đệ tử nhập môn của trượng kiếm tông sao vậy mà do lâm soái sư huynh tự mình mang đến tần vấn thiên có khí chất nội liễm nhưng tuấn tú phi phàm thanh nhi lạnh như băng lại mỹ mạo vô song diệp lăng sương chính là mỹ nữ hiếm có nhưng đứng ở trước mặt thanh nhi cũng hơi nhạt nhòa khiến mọi người không khỏi than thở hai vị đệ tử mới tới này dường như có chút phi thường tần vấn thiên lại không có tâm tình nghĩ nhiều giờ phút này ánh mắt hắn nhìn về phía trước chỉ thấy đối diện núi cổ có một căn nhà tranh căn nhà tranh này nhìn như tầm thường cực kỳ đơn giản nhưng chung quanh lại như tràn ngập một sức mạnh giữa nát thần kỳ giống như nó chính là thứ duy nhất trong vùng đất này căn nhà tranh này còn tồn tại thì toàn bộ phong cảnh đều nhạt nhòa. Chỉ nhìn căn nhà tranh một cái đã hấp dẫn ánh mắt tần vấn thiên, nhìn nhà tranh như bình thường lại lộ ra khí chất không bình thường như thế, thực sự khiến người ta kinh hãi, hắn dùng cảm chi để nhìn thử thì lại phát hiện cảm chi bị một lực lượng vô hình ngăn cản, căn bản không thể tới gần nhà tranh chút nào, sư huynh, trong nhà tranh có gì vậy? Chấm, tần vấn thiên tò mò hỏi, Lâm xoái khẽ lắc đầu, không ai biết, đừng nói là ta, cho dù là sư tôn cũng chưa từng vào, hoặc là nói không đi vào được. Tần Vấn Thiên rung động trong lòng, không ngờ Trượng Kiếm Tông lại có nơi thần kỳ như thế. Nơi đây chính là nơi của chủ nhân sơ khai của Trượng Kiếm Tông tu hành, có lời đồn nói vị chủ nhân này như là kiếm tiên, có người đoán trong nhà tranh có bội kiếm của hắn, có người nói trong nhà tranh có kiếm pháp của hắn, đương nhiên cũng có người nói bên trong cũng không có gì, nhưng con đường đi đến nhà tranh này chất chứa tinh hoa cả đời tu hành của vị chủ này. Vẻ mặt Lâm Soái nghiêm túc, lúc này Tần Vấn Thiên mới chú ý tới. Căn nhà tranh này cao ngang núi, phía dưới có một sơn đạo, có thể đi đến chỗ nhà tranh, giờ phút này có không ít người thử, nhưng bọn họ vẫn chỉ đi đến chân núi, cách nhà tranh quá xa, căn bản không leo lên được. Giờ phút này, Tần Vấn Thiên nhìn thấy trên bậc thang sơn đạo xuất hiện một tiếng kiếm rít đáng sợ, sau đó hắn thấy được một đường kiếm đáng sợ chặt đứt không gian, quy lực cực kỳ đáng sợ, vùng trời này dường như cũng phát ra một tiếng sét nổ vang, thực lực của sư muội Hàn U thật mạnh mẽ, thế mà đã lên chín bước rồi, không hổ là long phượng của trượng kiếm tông ta. Rất nhiều người phát ra tiếng thán kinh ngạc, đúng vậy, sư muội hàn u bái vào môn hạ Mai Sơn kiếm chủ, là đệ tử thân truyền, chính là người thiên phú cao nhất trong đệ tử mới vô năm nay. Có thể bái vào trượng kiếm tông thì vốn là người có thiên phú kiệt xuất, những người này lại khen hàn u sư muội kia không dứt đương nhiên tần vấn thiên cũng đã nhìn thấy, đường kiếm kia chính là do một vị nữ tử khoác quần áo phượng vũ màu lửa trên sơn đạo làm ra, nữ tử này chính là hàn u sư muội trong miệng bọn họ mặt mày nàng như xương lạnh, dáng người như lửa, trên người khoác quần áo màu lửa, giống như dệt từ lông phượng mà thành, chỉ nhìn một cái sẽ bị tư thế oai hùng của nàng mê hoặc, cực kỳ phi phàm. Đây là sư muội Lý Hàn U, nàng nhập môn không lâu, bái vào môn hạ Mai Sơn kiếm chủ, được thu làm đệ tử thân truyền, xuất thân của nàng cũng vô cùng không tầm thường, nàng chính là hậu nhân đại tộc Lý gia ở Nam vực, có được huyết mạch huyết phượng, thực lực rất mạnh, tuy tu vi của nàng mới thiên cương cảnh tầng 5 đỉnh phong, nhưng đánh bại người thiên cương tầng 6 đỉnh phong là chuyện dễ dàng, chính là thiên tri kiêu nữ khó có được. Lâm Soái khẽ nói với Tần Vấn Thiên, trong ánh mắt lộ ra ý tán thưởng, hiển nhiên rất xem trọng Lý Hàn U. Trượng kiếm tông có thiên tài nhiều cỡ nào, muốn vào trượng kiếm tông vốn đã cực khó, huống chi là bái vào môn hạ của kiếm chủ trí núi, sư huynh, vậy ta cần bái vào môn hạ của ai? Tần Vấn Thiên có chút nghi hoặc hỏi, kiếm chủ trí núi là cửu mạch trượng kiếm tông, giờ phút này hắn còn chưa biết mình nên bái vào ngọn núi nào, đương nhiên là bái vào môn hạ sư tôn ta lăng thiên kiếm chủ lâm soái mỉm cười nói sơn đạo đến nhà tranh này gập ghềnh người thường một bước khó đi tần sư đệ muốn thử một chút hay không trong sơn đạo đến nhà tranh có gì mà lại gian nan như thế chấm tần vấn thiên hỏi ngươi đi xem qua là biết sơn đạo đến nhà tranh này chính là vật chí bảo của trượng kiếm tông ta giá trị của nó không kém gì tàng thư các của trí ngọn núi hơn nữa không có quy tắc gì chỉ cần ngươi có thể đi lên là được ta nghe nói trượng kiếm tông ta từng có một vị nhân vật tiền bối suýt nữa đã đi đến nhà tranh đã tới đỉnh sơn đạo sau này hắn trở thành người số một của trượng kiếm tông ta lâm soái cười nói khiến tần vấn thiên càng thêm tò mò sau đó chỉ thấy hắn khẽ gật đầu vậy ta đi thử xem thanh nhi người muốn đi hay không ta không đi thanh nhi giống như không có hứng thú quá lớn khẽ lắc đầu lần trước tộc nàng có cường giả đến giao cho nàng rất nhiều phương pháp thích hợp cho nàng tu hành bất luận là công pháp hay phép thần thông nào nàng cũng không thiếu thậm chí có được rất nhiều bí pháp năng lực, sở dĩ gia nhập trượng kiếm tông chỉ là vì tần vấn thiên, nếu không vì sự cường đại của trượng kiếm tông, nàng không có khả năng muốn tiếp tục lẻn vào theo tần vấn thiên, đành phải đi chung với tần vấn thiên, ừm, um, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta. Chấm, tần vấn thiên thấy thanh nhi gật đầu, sau đó thân hình chợt lóe đi về phía dưới, sau một lát, hắn đã tới phía dưới nhà tranh, nhìn sơn đạo phía trước, giờ phút này lại ngừng đầu hướng lên trên, nhìn về phía nhà tranh, thế mà lại cảm thấy cực kỳ xa xôi giống như khó có thể vượt qua tần vấn thiên bước một bước về phía trước trong phút chốc tất cả đều như thay đổi trước mắt hắn không có sơn đạo nữa mà là một con đường cổ nhà tranh xuất hiện ở cuối con đường mà ở trước mặt tần vấn thiên xuất hiện một vách núi trên vách núi này khắc một đồ án vô cùng tinh diệu nhìn thấy đồ án trên vách núi tần vấn thiên bỗng như đắm chìm trong đó không nhịn được mà than thở trong lòng khó trách lâm xoáy nói nơi này có giá trị không kém gì tàng thư khác bản thân con đường cổ này vốn đã là một bảo tàng đồ án trên vách núi ngay trước mắt tần vấn thiên sống động như thật biến ảo ngàn vạn trong đó như có đại bàng bay lượn trên trời nhanh như tia chớp xuyên qua mây trời ở trên tốc độ đáng sợ giờ phút này trong mây trời một luồng kiếm quang rơi xuống rung động trời đất đại bàng thuận gió nhưng vẫn không nhanh hơn một kiếm kia kiếm hạ đại bàng mất mạng đồ án này chảm băng đồ tần vấn thiên kinh hãi trong lòng không ngờ chỉ mới bước thứ nhất mà đã có đồ án kinh người trên vách núi như thế thanh kiếm tới từ thần linh đó. Tuy chỉ có một kiếm nhưng dường như chất chứa ngàn vạn biến hóa chính là một đạo kiếm thuật lớn có uy lực vô tận nếu có thể tu hành thành công thì có thể giết chết đại bang trên người tần vấn thiên đầy kiếm khí lấp lóe hắn không ngừng vung kiếm nhưng tốc độ của hắn quá chậm mặc dù hắn đã cảm thấy mình nhanh hơn trước kia nhưng hôm nay ở trước mặt vách núi tần vấn thiên lại cảm thấy tốc độ của mình như là con kiến chậm vô cùng chậm tần vấn thiên sinh ra một loại ảo giác hắn vĩnh viễn không chém ra được một kiếm hoa mỹ như thế không đúng đường cổ đi tới nhà tranh mới bước thứ nhất liền có vách núi xuất hiện, chỉ sợ nơi đây buộc phải giải kiếm ý, nếu không thì tại sao vừa rồi, sau khi Lý Hàn Ú kia chém ra một kiếm thì lại có thể tiến lên một bước, cần phải giải một kiếm thì mới có thể tiến lên được, nàng ta có thể đi chín bước, sao ta có thể không qua nổi một bước nào. Tần Vấn Thiên nói nhỏ trong lòng, tuy lâm Soái chưa nói trực tiếp cho hắn, nhưng hắn đã hiểu, đường đi tới nhà tranh chính là con đường giải kiếm. Hơn nữa, con đường này là của chủ nhân sơ khai của trượng kiếm tông lưu lại, giải kiếm của chủ nhân thì sao có thể dễ dàng được, hắn không thể không kiên nhẫn, con đường này phi thường, khi lớn mênh mông, thực lực của ta không đủ ở trước con đường này, cần phải tạo mộng. Tần Vấn Thiên nói nhỏ trong lòng, sau đó nhắm mắt, bình tĩnh trở lại. Dẫn động công pháp tu hành, một lát sau, Tần Vấn Thiên bước vào mộng cảnh, trong hư không, Sơn Hà Đồ vẫn như cũ, chính là thứ mà hắn đã đoạt được trong rừng rậm hắc ám của sở quốc rất lâu về trước, hắn càng trở nên mạnh hơn thì lại càng thấy bức tranh này càng thêm phi phàm. Giờ phút này, đồ án này tạo ra mộng cảnh núi sông, tần vấn thiên đứng ngạo nghễ trên đám mây, ở trước người hắn, một con đại bàng bay lượn trên trời, bay qua bên người, giống như tia chớp, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt giữ. Nhưng trong mộng cảnh hắn cũng không phải người phàm tục, hắn đứng ở trên tầng mây, nhìn con đại bàng này ngao du trên trời, một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém trên thân đại bàng, trong nháy mắt, đại bàng rơi xuống, nhìn không thấu, Tần vấn thiên bình tâm tĩnh khí, để cảnh này lặp lại không dừng, không ngừng tìm hiểu một kiếm kinh trời này. Dần dần, tần vấn thiên thấy được biến hóa khác nhau, kiếm này giống như là gió, tốc độ đại bàng nhanh hơn nữa cũng trốn không thoát gió, gió không đâu không có, bất kể đại bàng bay lượn trên cao như thế nào, cũng phải cưỡi gió, kiếm này ẩn trong gió, ta chưa từng lĩnh ngộ ý chí của gió, có thể giải kiếm này hay không? Chấm, tần vấn thiên lẩm bẩm, hắn cũng vùng kiếm, nhưng hiểu là một chuyện, thật sự muốn làm lại không có khả năng. Huống chi, hắn không hiểu gió trong trượng kiếm tông không có khả năng là tất cả đệ tử đều hiểu ý chí của gió con đường giải kiếm nằm ở lĩnh ngộ tần vấn thiên nhắm mắt rời khỏi mộng cảnh nhìn vách núi phía trước hắn vươn tay nhưng lại giống như chạm đến vách núi muốn câu thông với đồ án trên vách núi trong đầu trong nháy mắt một luồng kiếm quang kinh người phóng lên trời như gió lạnh giống giận xé rách trời đất vách núi biến mất tần vấn thiên lộ ra một nụ cười mỉm hắn bước chân về phía trước hắn thấy được vách núi thứ hai bước đồ án thứ hai Hắn nhìn thấy một người khổng lồ, người khổng lồ này đầu đội trời, chân đạp đất, đạp một bước vỡ ngọn núi, một bước cắt gãy con sông, đánh ra một trường, trời cũng phải nứt. Một màn rung động lòng người này, ngay lúc người khổng lồ này chạy, trên bầu trời có kiếm hạ xuống, kiếm này chính là thanh kiếm khổng lồ, trực tiếp đánh lên đầu của người khổng lồ, tốc độ kiếm không nhanh, nhưng trong tích tắc, thân thể vô cùng cao lớn của người khổng lồ tan rã, hóa thành từng tảng đá khổng lồ, ngã xuống trở thành một dãy núi, kiếm này chất chứa sức mạnh đâu chỉ ngàn vạn cân. Tần Vấn Thiên kinh hãi trong lòng, hắn nhắm mắt, tiến vào mộng cảnh cảm thụ cảnh tượng mênh mông hoành tráng này một lần nữa, cô lĩnh ngộ từng uy áp trong kiếm, nếu đổi kiếm thành thương thì cũng tương tự, đó là sức mạnh của đất. Tần Vấn Thiên nói nhỏ, sau đó lại đặt bàn tay trên vách núi, lại có một luồng kiếm quang xuất hiện, hắn lại tiến một bước. Phía sau ngọn núi, mọi người nhìn Tần Vấn Thiên bước lên hai bước, không ít người lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, quả nhiên sư đệ lợi hại, thế mà đã hiểu được hai kiếm. Lâm Soái nhìn về phía Tần Vấn Thiên, tán thưởng một tiếng mới hai kiếm mà thôi năm đó sư huynh cũng không dễ dàng giải bảy kiếm đầu sao bảy kiếm này không khó diệp lăng sương thản nhiên nói lâm soái cười nói nhưng tốc độ ta giải kiếm còn không bằng tần sư đệ các ngươi nói thử xem hôm nay tần sư đệ có thể giải mấy kiếm với tốc độ này thì chắc chắn ngộ tính của hắn không kém có lẽ có thể giống với các đệ tử ngộ tính mạnh kia một lần tìm hiểu được bảy kiếm nhưng sau kiếm thứ bảy bất cứ một kiếm nào cũng không phải dễ dàng như vậy nữa Diệp Lăng Sương mở miệng nói, Lưu Vân bên cạnh cũng khẽ gật đầu, ngày đó Lý Hàn U này một lần tìm hiểu được bảy kiếm, sau đó kiếm thứ tám tốn hết ba ngày, kiếm thứ chín tuy tìm hiểu được nhưng nghe nói nàng dùng bảy ngày để tìm hiểu kiếm đó, có thể giải được kiếm thứ chín thì ngộ tính của Lý Hàn U đã rất lợi hại, có lẽ nàng ta có thể giải được 14 kiếm trong vòng một năm. Lâm Soái nhìn thoáng qua bóng người Lý Hàn U, nữ tử này có thiên tư phi phàm, hẳn là có thể giải được 14 kiếm trong vòng một năm, kiếm thứ ba giải rồi, nhanh thật. Giờ phút này trong ánh mắt lâm xoáy hiện lên một luồng sắc bén, chỉ thấy Tần Vấn Thiên không cần tốn nhiều sức đã giải được kiếm thứ ba. Có lẽ hôm nay Tần Sư Đệ không chỉ giải được bảy kiếm, Khương Hoài, người thấy hắn có thể giải bao nhiêu kiếm. Diệp Lăng Sương hỏi Khương Hoài dáng người gầy yếu, Khương Hoài cũng giải kiếm vô cùng lợi hại, không biết, nhưng hắn có thể phá kỷ lục giải bảy kiếm. Khương Hoài thản nhiên nói, trong lúc bọn họ nói chuyện, Tần Vấn Thiên đã giải kiếm thứ tư, nhất thời ánh mắt rất nhiều người bị Tần Vấn Thiên hấp dẫn nhanh chóng tới kiếm thứ tư kỷ lục bảy kiếm là một canh giờ nếu cứ tiếp tục như vậy hắn có thể giải được bảy kiếm nhanh thôi có người lộ ra vẻ mặt kinh dị thanh niên này do lâm soái sư huynh mang đến hình như có chút không tầm thường năm kiếm sao lại nhanh như vậy mọi người kinh ngạc tần vấn thiên đã bước tiếp năm bước xuất hiện năm luồng kiếm quang có nghĩa là hắn đã giải được năm kiếm thật lợi hại lâm soái lộ ra sự sắc bén có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng hai kiếm cuối cùng tương đối khó sợ là hắn không dễ dàng giải được như vậy có người mở miệng nói nhưng lúc người đó dứt lời tần vấn thiên đã bước lên bước thứ sáu nghĩa là đã giải sáu kiếm sao có thể được đây là do ăn may ư vẻ mặt người nọ vừa rồi nói chuyện buồn bực vừa mở miệng đoán đã bị đánh vào mặt khiến cho không ít người nhìn hắn khinh bỉ sắp phá kỷ lục rồi có người mở miệng nói ta không tin kiếm này mà hắn còn có thể giải nhanh như vậy người vừa rồi lại mở miệng nói lần nữa quả nhiên lần này tần vấn thiên dừng lại một lúc vẫn đứng đó tìm hiểu, ha ha, quả nhiên không được rồi. người nọ cười nói, nhìn về phía đám người bên cạnh, nhưng thấy người bên cạnh nhìn hắn lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, sau đó quay đầu nhìn lại thì thấy một ánh sáng lấp lánh. tần vấn thiên đã đi bước thứ bảy, ở khoảnh khắc hắn bước lên bước thứ bảy, trên người tần vấn thiên bao phủ hào quang kinh người, lấp lánh chói mắt, giống như phủ thêm một tầng quần sáng, khiến người ta ngưỡng mộ. trên đỉnh đầu hắn thế mà có tiếng kiếm rít không ngừng, phá kỷ lục rồi. mọi người nhìn tần vấn thiên trên không rung động trong lòng không ngờ một đệ tử mới đã phá giải kỷ lục bảy kiếm đầu mặt lâm soái chứa nụ cười mỉm khó trách sư tổ sẽ bảo bọn họ đưa tần vấn thiên đến đây xem ra sư tổ đã nhìn ra người này không tầm thường cũng không uổng phí một phen khổ tâm của bọn họ cố ý tới thành nguyễn vương một chuyến phá kỷ lục thì sao chỉ sợ hắn ta không giải được kiếm thứ tám có người không phục nói không nghĩ tới một vị đệ tử mới lần đầu tiên gặp thế mà đã phá kỷ lục chuyện này cũng không chừng có lẽ có thể tiếp tục có trò hay để xem thì sao cũng có người rất khâm phục, mỉm cười nói, ở xa xa có không ít bóng người kéo đến, hiển nhiên bị tiếng kiếm rít làm kinh ngạc, biết kiếm của nhà tranh đã có người phá kỷ lục giải kiếm. Đến kiếm thứ 8 thì tên háo sắc này cũng không dễ dàng giải như thế đâu. Diệp Lăng Sương thản nhiên nói, nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa trong lòng đang mở to hai mắt nhìn tần vấn thiên, thầm mắng trong lòng, nếu kẻ háo sắc giống như Lưu Vân kia mà có được thiên phú như vậy thì thật sự phải nói ông trời không có mắt, hơn nữa lâm Soái sư huynh còn rất coi trọng hắn nếu tần vấn thiên biết hắn bị tiểu hỗn đản kia hãm hại bị quy chụp cho cái danh đồ háo sắc chỉ sợ sẽ buồn bực đến muốn hộp máu diệp sư tỷ hắn háo sắc như thế nào chẳng lẽ đã chiếm tiện nghi của tỷ chấm bên cạnh có người trêu ghẹo nói nhất thời mặt diệp lăng xương lạnh lẽo nhìn quét qua người nọ người muốn ăn đòn sao không dám người nọ run rẩy cười nói nhưng rất nhanh đã lên cơn ngứa mồm nói bừa đệ tử tần vấn thiên mới vào trượng kiếm tông phá kỷ lục giải kiếm của bảy kiếm đầu hơn nữa còn là hạng người háo sắc hình như vừa vào trượng kiếm tông đã dám khinh bạc diệp lăng sương quả thật to gan lớn mật đáng thương cho tần vấn thiên không biết thanh danh mình đã hỏng rồi giờ phút này hắn lại đi tới trước một đồ án trên vách núi mà lần này vẫn là một con đại bàng ngao du trên chín tầng mây vẫn là một kiếm chỉ một kiếm này khác với kiếm thứ nhất khi luồng kiếm quang này hạ xuống dường như tần vấn thiên thấy được đường kiếm quang xe gió xé rách tất cả khi chém xuống trong nháy mắt còn đại bàng kia bị xé toạc thành mảnh vụn, chuyện này làm sao được? Chấm, Tần Vấn Thiên rung động trong lòng, sao ý chí võ đạo của gió có thể làm đến mức như thế? Tần Vấn Thiên đã chấn kinh, hắn lại tiến vào trong mộng cảnh để tìm hiểu một lần nữa, khi thế mênh mông kia ở không ngừng lặp lại trước mặt. Nhưng hắn phát hiện rằng dù có làm thế nào cũng không thể mô phỏng giống như bên ngoài mộng cảnh, hắn không biết một kiếm đó sinh ra như thế nào, đương nhiên không mô phỏng được, nhất định có thể tìm được nguyên nhân. Tần Vấn Thiên cẩn thận quan sát một kiếm kia của đồ án, kiếm theo gió mà rơi, như là có sức mạnh của gió, bao phủ lấy đại bàng, khi kiếm chém xuống, đại bàng lập tức bị xé thành mảnh vụn, rất khó để biết luồng sức mạnh kia sinh ra như thế nào. Sắc mặt Tần Vấn Thiên không ngừng biến hóa, lâm vào trầm tư, trong nháy mắt, đã một canh giờ trôi qua, khiến không ít người đều cười lên, xem ra Tần Vấn Thiên không giải được kiếm này rồi, sao kiếm thứ tám lại dễ giải như vậy. Diệp Lăng Sương thản nhiên nói, kiếm thứ tám rất khó, ta hiểu rồi đúng lúc này trong đầu tần vấn thiên giống như xẹt qua một tia chớp hiểu ra được một chút một loại ý chí võ đạo dung hợp với kiếm đương nhiên là không làm được nhưng nếu như có một loại ý chí võ đạo khác thì sao đây là sức mạnh của gió và mưa kết hợp mà sinh ra ánh mắt tần vấn thiên lấp lánh hắn vươn tay đặt trên vách núi trong đầu dệt ra một bộ đồ án trong phút chốc mưa gió gào thét trời đất thay đổi tần vấn thiên đi bước thứ tám trong nháy mắt này người trên ngọn núi đều biến sắc ánh mắt sắc bén giải kiếm Kiếm thứ tám, đồ án trên vách núi ngay trước mắt Tần Vấn Thiên sống động như thật, biến ảo ngàn vạn, trong đó như có đại bàng bay lượn trên trời, nhanh như tia chớp, xuyên qua mây trời ở trên, tốc độ đáng sợ. Giờ phút này, trong mây trời, một luồng kiếm quang rơi xuống, rung động trời đất. Đại bàng thuận gió nhưng vẫn không nhanh hơn một kiếm kia, kiếm hạ, đại bàng mất mạng. Đồ án này, chảm băng đồ. Tần Vấn Thiên kinh hãi trong lòng, không ngờ chỉ mới bước thứ nhất mà đã có đồ án kinh người trên vách núi như thế. Thanh kiếm tới từ thần linh đó, tuy chỉ có một kiếm, nhưng dường như chất chứa ngàn vạn biến hóa, chính là một đạo kiếm thuật lớn, có uy lực vô tận. Nếu có thể tu hành thành công, thì có thể giết chết đại bang. Trên người Tần Vấn Thiên đầy kiếm khí lấp lóe, hắn không ngừng vung kiếm, nhưng tốc độ của hắn quá chậm. Mặc dù hắn đã cảm thấy mình nhanh hơn trước kia, nhưng hôm nay ở trước mặt vách núi, Tần Vấn Thiên lại cảm thấy tốc độ của mình như là con kiến chậm, vô cùng chậm. Tần Vấn Thiên sinh ra một loại ảo giác hắn vĩnh viễn không chém ra được một kiếm hoa mỹ như thế, không đúng, đường cổ đi tới nhà tranh mới bước thứ nhất liền có vách núi xuất hiện, chỉ sợ nơi đây buộc phải giải kiếm ý, nếu không thì tại sao vừa rồi, sau khi Lý Hàn Ú kia chém ra một kiếm thì lại có thể tiến lên một bước, cần phải giải một kiếm thì mới có thể tiến lên được, nàng ta có thể đi chín bước, sao ta có thể không qua nổi một bước nào. Tần Vấn Thiên nói nhỏ trong lòng, tuy lâm Soái chưa nói trực tiếp cho hắn, nhưng hắn đã hiểu, đường đi tới nhà tranh chính là con đường giải kiếm. Hơn nữa, con đường này là của chủ nhân sơ khai của trượng kiếm tông lưu lại, giải kiếm của chủ nhân thì sao có thể dễ dàng được, hắn không thể không kiên nhẫn, con đường này phi thường, khi lớn mênh mông, thực lực của ta không đủ ở trước con đường này, cần phải tạo mông. Tần Vấn Thiên nói nhỏ trong lòng, sau đó nhắm mắt, bình tĩnh trở lại. Dẫn động công pháp tu hành, một lát sau, Tần Vấn Thiên bước vào mộng cảnh, trong hư không, Sơn Hà Đồ vẫn như cũ, chính là thứ mà hắn đã đoạt được trong rừng rậm hắc ám của sở quốc rất lâu về trước hắn càng trở nên mạnh hơn thì lại càng thấy bức tranh này càng thêm phi phàm. Giờ phút này, đồ án này tạo ra mộng cảnh núi sông, tần vấn thiên đứng ngạo nghễ trên đám mây, ở trước người hắn, một con đại bàng bay lượn trên trời, bay qua bên người, giống như tia chớp, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt giữ. Nhưng trong mộng cảnh hắn cũng không phải người phàm tục, hắn đứng ở trên tầng mây, nhìn con đại bàng này ngao du trên trời, một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém trên thân đại bàng, trong nháy mắt, đại bàng rơi xuống, nhìn không thấu, tần vấn thiên bình tâm tĩnh khí để cảnh này lặp lại không dừng không ngừng tìm hiểu một kiếm kinh trời này dần dần tần vấn thiên thấy được biến hóa khác nhau kiếm này giống như là gió tốc độ đại bàng nhanh hơn nữa cũng trốn không thoát gió gió không đâu không có bất kể đại bàng bay lượn trên cao như thế nào cũng phải cưỡi gió kiếm này ẩn trong gió ta chưa từng lĩnh ngộ ý chí của gió có thể giải kiếm này hay không chấm tần vấn thiên lẩm bẩm hắn cũng vùng kiếm nhưng hiểu là một chuyện thật sự muốn làm lại không có khả năng huống chi hắn không hiểu gió, trong trượng kiếm tông, không có khả năng là tất cả đệ tử đều hiểu ý chí của gió, con đường giải kiếm, nằm ở lĩnh ngộ. Tần vấn thiên nhắm mắt, rời khỏi mộng cảnh, nhìn vách núi phía trước, hắn vươn tay, nhưng lại giống như chạm đến vách núi, muốn cầu thông với đồ án trên vách núi trong đầu, trong nháy mắt, một luồng kiếm quang kinh người phóng lên trời, như gió lạnh giống giận, xé rách trời đất. Vách núi biến mất, tần vấn thiên lộ ra một nụ cười mỉm, hắn bước chân về phía trước, hắn thấy được vách núi thứ hai, bước đồ án thứ hai hắn nhìn thấy một người khổng lồ, người khổng lồ này đầu đội trời, chân đạp đất, đạp một bước vỡ ngọn núi, một bước cắt gãy con sông, đánh ra một trường, trời cũng phải nứt. Một màn rung động lòng người này, ngay lúc người khổng lồ này chạy, trên bầu trời có kiếm hạ xuống, kiếm này chính là thanh kiếm khổng lồ, trực tiếp đánh lên đầu của người khổng lồ, tốc độ kiếm không nhanh, nhưng trong tích tắc, thân thể vô cùng cao lớn của người khổng lồ tan rã, hóa thành từng tảng đá khổng lồ, ngã xuống trở thành một dãy núi, kiếm này chất chứa sức mạnh đâu chỉ ngàn vạn cân. Tần vấn thiên kinh hãi trong lòng, hắn nhắm mắt, tiến vào mộng cảnh cảm thụ cảnh tượng mênh mông hoành tráng này một lần nữa, cố lĩnh ngộ từng uy áp trong kiếm, nếu đổi kiếm thành thương thì cũng tương tự, đó là sức mạnh của đất. Tần vấn thiên nói nhỏ, sau đó lại đặt bàn tay trên vách núi, lại có một luồng kiếm quang xuất hiện, hắn lại tiến một bước. Phía sau ngọn núi, mọi người nhìn tần vấn thiên bước lên hai bước, không ít người lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, quả nhiên sư đệ lợi hại, thế mà đã hiểu được hai kiếm. Lâm Soái nhìn về phía Tần Vấn Thiên, tán thưởng một tiếng mới hai kiếm mà thôi năm đó sư huynh cũng không dễ dàng giải bảy kiếm đầu sao bảy kiếm này không khó diệp lăng sương thản nhiên nói lâm soái cười nói nhưng tốc độ ta giải kiếm còn không bằng tần sư đệ các ngươi nói thử xem hôm nay tần sư đệ có thể giải mấy kiếm với tốc độ này thì chắc chắn ngộ tính của hắn không kém có lẽ có thể giống với các đệ tử ngộ tính mạnh kia một lần tìm hiểu được bảy kiếm nhưng sau kiếm thứ bảy bất cứ một kiếm nào cũng không phải dễ dàng như vậy nữa Diệp Lăng Sương mở miệng nói, Lưu Vân bên cạnh cũng khẽ gật đầu, ngày đó Lý Hàn U này một lần tìm hiểu được bảy kiếm, sau đó kiếm thứ tám tốn hết ba ngày, kiếm thứ chín tuy tìm hiểu được nhưng nghe nói nàng dùng bảy ngày để tìm hiểu kiếm đó, có thể giải được kiếm thứ chín thì ngộ tính của Lý Hàn U đã rất lợi hại, có lẽ nàng ta có thể giải được 14 kiếm trong vòng một năm. Lâm Soái nhìn thoáng qua bóng người Lý Hàn U, nữ tử này có thiên tư phi phàm, hẳn là có thể giải được 14 kiếm trong vòng một năm, kiếm thứ ba giải rồi, nhanh thật giờ phút này trong ánh mắt lâm xoáy hiện lên một luồng sắc bén, chỉ thấy Tần Vấn Thiên không cần tốn nhiều sức đã giải được kiếm thứ ba, có lẽ hôm nay Tần Sư Đệ không chỉ giải được bảy kiếm, Khương Hoài, người thấy hắn có thể giải bao nhiêu kiếm. Diệp Lăng Sương hỏi Khương Hoài dáng người gầy yếu, Khương Hoài cũng giải kiếm vô cùng lợi hại, không biết, nhưng hắn có thể phá kỷ lục giải bảy kiếm. Khương Hoài thản nhiên nói, trong lúc bọn họ nói chuyện, Tần Vấn Thiên đã giải kiếm thứ tư. Nhất thời ánh mắt rất nhiều người bị Tần Vấn Thiên hấp dẫn nhanh chóng tới kiếm thứ tư kỷ lục bảy kiếm là một canh giờ nếu cứ tiếp tục như vậy hắn có thể giải được bảy kiếm nhanh thôi có người lộ ra vẻ mặt kinh dị thanh niên này do lâm soái sư huynh mang đến hình như có chút không tầm thường 5 kiếm sao lại nhanh như vậy mọi người kinh ngạc tần vấn thiên đã bước tiếp năm bước xuất hiện năm luồng kiếm quang có nghĩa là hắn đã giải được năm kiếm thật lợi hại lâm soái lộ ra sự sắc bén có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng hai kiếm cuối cùng tương đối khó sợ là hắn không dễ dàng giải được như vậy có người mở miệng nói nhưng lúc người đó dứt lời tần vấn thiên đã bước lên bước thứ sáu nghĩa là đã giải sáu kiếm sao có thể được đây là do ăn may ư vẻ mặt người nọ vừa rồi nói chuyện buồn bực vừa mở miệng đoán đã bị đánh vào mặt khiến cho không ít người nhìn hắn khinh bỉ sắp phá kỷ lục rồi có người mở miệng nói ta không tin kiếm này mà hắn còn có thể giải nhanh như vậy người vừa rồi lại mở miệng nói lần nữa quả nhiên lần này tần vấn thiên dừng lại một lúc vẫn đứng đó tìm hiểu, ha ha, quả nhiên không được rồi. người nọ cười nói, nhìn về phía đám người bên cạnh, nhưng thấy người bên cạnh nhìn hắn lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, sau đó quay đầu nhìn lại thì thấy một ánh sáng lấp lánh. tần vấn thiên đã đi bước thứ bảy, ở khoảnh khắc hắn bước lên bước thứ bảy, trên người tần vấn thiên bao phủ hào quang kinh người, lấp lánh chói mắt, giống như phủ thêm một tầng quần sáng, khiến người ta ngưỡng mộ. trên đỉnh đầu hắn thế mà có tiếng kiếm rít không ngừng, phá kỷ lục rồi. mọi người nhìn tần vấn thiên trên không rung động trong lòng không ngờ một đệ tử mới đã phá giải kỷ lục bảy kiếm đầu mặt lâm soái chứa nụ cười mỉm khó trách sư tổ sẽ bảo bọn họ đưa tần vấn thiên đến đây xem ra sư tổ đã nhìn ra người này không tầm thường cũng không uổng phí một phen khổ tâm của bọn họ cố ý tới thành nguyễn vương một chuyến phá kỷ lục thì sao chỉ sợ hắn ta không giải được kiếm thứ tám có người không phục nói không nghĩ tới một vị đệ tử mới lần đầu tiên gặp thế mà đã phá kỷ lục chuyện này cũng không chừng có lẽ có thể tiếp tục có trò hay để xem thì sao cũng có người rất khâm phục, mỉm cười nói, ở xa xa có không ít bóng người kéo đến, hiển nhiên bị tiếng kiếm rít làm kinh ngạc, biết kiếm của nhà tranh đã có người phá kỷ lục giải kiếm. Đến kiếm thứ 8 thì tên hào sắc này cũng không dễ dàng giải như thế đâu. Diệp Lăng Sương thản nhiên nói, nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa trong lòng đang mở to hai mắt nhìn tần vấn thiên, thầm mắng trong lòng, nếu kẻ háo sắc giống như Lưu Vân kia mà có được thiên phú như vậy thì thật sự phải nói ông trời không có mắt, hơn nữa lâm Soái sư huynh còn rất coi trọng hắn. Nếu Tần Vấn Thiên biết hắn bị tiểu hỗn đản kia hãm hại, bị quy chụp cho cái danh đổ háo sắc, chỉ sợ sẽ buồn bực đến muốn hộp máu, Diệp Sư Tỷ, hắn háo sắc như thế nào, chẳng lẽ đã chiếm tiện nghi của Tỷ? Chấm, bên cạnh có người trêu ghẹo nói, nhất thời mặt Diệp lăng xương lạnh lẽo, nhìn quét qua người nọ, người muốn ăn đòn sao, không dám. Người nọ run rẩy cười nói, nhưng rất nhanh đã lên cơn ngứa mồm nói bừa, đệ tử Tần Vấn Thiên mới vào trượng kiếm tông, phá kỷ lục giải kiếm của bảy kiếm đầu, hơn nữa còn là hạng người háo sắc hình như vừa vào trượng kiếm tông đã dám khinh bạc diệp lăng sương quả thật to gan lớn mật đáng thương cho tần vấn thiên không biết thanh danh mình đã hỏng rồi giờ phút này hắn lại đi tới trước một đồ án trên vách núi mà lần này vẫn là một con đại bàng ngao du trên chín tầng mây vẫn là một kiếm chỉ một kiếm này khác với kiếm thứ nhất khi luồng kiếm quang này hạ xuống dường như tần vấn thiên thấy được đường kiếm quang xe gió xé rách tất cả khi chém xuống trong nháy mắt còn đại bàng kia bị xé toạc thành mảnh vụn, chuyện này làm sao được? Chấm, tần vấn thiên rung động trong lòng, sao ý chí võ đạo của gió có thể làm đến mức như thế? Tần vấn thiên đã chấn kinh, hắn lại tiến vào trong mộng cảnh để tìm hiểu một lần nữa, khi thế mênh mông kia ở không ngừng lặp lại trước mặt. Nhưng hắn phát hiện rằng dù có làm thế nào cũng không thể mô phỏng giống như bên ngoài mộng cảnh, hắn không biết một kiếm đó sinh ra như thế nào, đương nhiên không mô phỏng được, nhất định có thể tìm được nguyên nhân. Tần Vấn Thiên cẩn thận quan sát một kiếm kia của đồ án, kiếm theo gió mà rơi, như là có sức mạnh của gió, bao phủ lấy đại bàng, khi kiếm chém xuống, đại bàng lập tức bị xé thành mảnh vụn, rất khó để biết luồng sức mạnh kia sinh ra như thế nào. Sắc mặt Tần Vấn Thiên không ngừng biến hóa, lâm vào trầm tư, trong nháy mắt, đã một canh giờ trôi qua, khiến không ít người đều cười lên, xem ra Tần Vấn Thiên không giải được kiếm này rồi, sao kiếm thứ tám lại dễ giải như vậy. Diệp Lăng Sương thản nhiên nói, kiếm thứ tám rất khó, ta hiểu rồi đúng lúc này trong đầu tần vấn thiên giống như xẹt qua một tia chớp hiểu ra được một chút một loại ý chí võ đạo dung hợp với kiếm đương nhiên là không làm được nhưng nếu như có một loại ý chí võ đạo khác thì sao đây là sức mạnh của gió và mưa kết hợp mà sinh ra ánh mắt tần vấn thiên lấp lánh hắn vươn tay đặt trên vách núi trong đầu dệt ra một bộ đồ án trong phút chốc mưa gió gào thét trời đất thay đổi tần vấn thiên đi bước thứ tám trong nháy mắt này người trên ngọn núi đều biến sắc ánh mắt sắc bén giải kiếm kiếm thứ 8, 14 kiếm, rất nhiều người ở trên núi đều phải chấn động, rốt cuộc thì tên này là người phương nào mà có thể hiểu được 14 kiếm chỉ trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, hơn nữa tu vi của hắn lại không cao. Lúc này Diệp Lăng Sương cũng không còn lời nào để nói, chỉ thấy nàng biểu môi nhìn tần vấn thiên, trừng mắt liếc tiểu hỗn đản trong lòng, tiểu hỗn đản thì lại mở to mắt nhìn về phía trước, y nha nha nói, thật lợi hại nha, lợi hại cái tiểu sắc quỷ nhà ngươi. Chấm, Diệp Lăng Sương vỗ một cái lên đầu tiểu hỗn đản, nó trợn mắt liếc nàng một cái trông có vẻ như rất là bất mãn nhìn cái gì dù sao ngươi cũng không phản kháng được đâu diệp lăng sương tỏ vẻ khinh bỉ mà nói bắt nạt ta chấm tiểu hỗn đản tỏ vẻ dữ tợn nhìn diệp lăng sương nàng lộ ra vẻ mặt đắc ý tiểu tử còn biết bật lại nữa hả nhưng một giây sau vẻ đắc ý trên khuôn mặt nàng lập tức biến mất trong nháy mắt khuôn mặt nàng bỗng đỏ lên gắt gỏng nhìn chằm chằm tiểu hỗn đản trong lòng chỉ thấy nó đang tức giận nhìn nàng móng vuốt nhỏ lại chụp về phía trước ngươi diệp lăng sương thét lên một tiếng những người bên cạnh lập tức chuyển ánh mắt nhìn về phía nàng phản ứng của diệp lăng sương cũng rất nhanh nàng lập tức mạnh mẽ ôm chặt lấy tiểu hỗn đản không để người khác thấy được cảnh tượng lúng túng kia sư muội sao thế lưu vân tò mò nhìn diệp lăng sương hỏi không có chuyện gì sắc mặt diệp lăng sương đỏ ửng càng lộ vẻ kiều diễm dịu dàng liên tục lắc đầu nhưng trong lòng thì đang oán hận tần vấn thiên không ngờ hắn lại dạy ra một con yêu thú háo sắc khốn kiếp đến như vậy, đã thế còn có dáng vẻ đáng yêu như thế, quả thực là làm mê hoặc lòng người. Lưu Vân có phần ngờ vực, nhìn về phía trước ngực Diệp Lăng Sương, chỉ thấy tiểu hỗn đản cố gắng chen chúc chui ra ngoài, đôi mắt linh động đáng yêu lộ ra biểu cảm vô tội, huynh nhìn cái gì? Chấm, Diệp Lăng Sương giận dữ quát lên một tiếng, Lưu Vân dùng mình một cái, vội vàng rời ánh mắt đi, giả vờ như không biết gì, thấp giọng nói, tần sư đệ thật đúng là lợi hại thế mà có thể hiểu được 14 kiếm. Thấy Lưu Vân nói nhảm, Diệp Lăng xương cắn răng, xem ra hai người này đều là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đúng là tần sư đệ rất lợi hại nhưng kiếm thứ 15 này sợ là sẽ không cách nào hiểu được. Kiếm này, đệ tử ở trượng kiếm tông ta trước lúc bước vào thiên tượng chưa từng có ai có thể hiểu được. Lúc này Lâm Soái cũng lên tiếng, Diệp Lăng xương không nói gì thêm mà nhìn về phía Tần Vấn Thiên. Giờ phút này Tần Vấn Thiên vừa bước đến trước một vách núi, phía trên cũng có một hình vẽ, cổ yêu cuồng bạo điên cuồng gầm thét, quét ngang thiên địa, tiêu diệt tất cả, hủy diệt chúng sinh. Những cổ yêu này có tà long, ác phượng khiến cho sinh linh chịu cảnh lầm than, thế rồi đột nhiên trong khoảnh khắc này, một thanh kiếm cản quét lao ra, kiếm này rơi vào ngay giữa, trong phút chốc, lấy kiếm làm trung tâm, tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi. Tà long không cam lòng gào thét lên, đồng thời nó cũng đang dần dần tan biến thành cát bồi dưới mũi kiếm tiếng gầm thét của bạo hùng độc nhãn vang vọng khắp đất trời nhưng dưới ánh kiếm sáng loáng thân thể khổng lồ của nó lại bị chém nát bấy rồi dần dần cũng bị chôn vùi tim tần vấn thiên đập thình thịch kiếm này có uy năng quá mức kinh khủng kiếm vừa rơi xuống tất cả đều bị hủy diệt lần này vốn dĩ là hắn không nhìn thấy uy năng của bất kỳ loại võ đạo ý chí nào tích chứa trong đó mà chỉ có lực phá hủy đầy đáng sợ đây là võ đạo ý chí dung hợp và thăng hoa ư tần vấn thiên thì thảo tự hỏi trong lòng cảm thán kiếm này không có chút đầu mối nào hoàn toàn không thể nhìn thấu. Trong 14 kiếm trước đó, bất kỳ một kiếm nào đều có thể bắt được sự tồn tại của võ đạo ý chí nhưng ở kiếm này thì không thể nắm bắt được, có lẽ đây mới là dung hợp võ đạo ý chí một cách hoàn mỹ, từ đó mới có thể sản sinh ra một loại sức mạnh hoàn toàn mới, một loại sức mạnh thật sự đáng sợ. Tần vấn thiên lầm bẩm mặc dù như thế nhưng trong đôi mắt của hắn vẫn tràn ngập vẻ cố chấp, hắn muốn hiểu được kiếm này, nhìn thấu sự huyền bí trong đó. Nhắm mắt lại, hắn quên đi tất cả, trong mộng cảnh chỉ có duy nhất kiếm này. Chấm, vì tìm hiểu kiếm này, Tần Vấn Thiên không nghỉ liên tục 7 ngày nhưng sau 7 ngày, rốt cuộc hắn vẫn chỉ có thể cười khổ lắc đầu, tự biết bản thân không đủ khả năng. Tần Vấn Thiên có tính cách cố chấp trời sinh, làm bất cứ chuyện gì cũng đều như thế. Chỉ với việc từng dám một mình cầm kiếm xông vào đan vương điện là cũng đủ hiểu tính cách hắn ra sao. Thế nhưng không phải là hắn không biết tự lượng sức mình, kiếm thứ 15 này, hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu, căn bản là không cách nào hiểu được cảnh giới của hắn còn chưa đủ, ít nhất tính tới thời điểm hiện tại là như thế. Đã vậy thì đành phải bỏ qua, xoay người, tần vấn thiên rất thản nhiên trở về, hắn không hề biết hắn đã phá vỡ hai danh mục ghi chép kỷ lục lớn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Mặc dù cảnh giới của hắn không tăng lên nhưng giống như có thể loáng thoáng thấy được con đường phía trước. Lý Hàn U vẫn còn ở lại để lý giải kiếm thứ 9, giờ phút này trong mắt của nàng rốt cuộc đã hiện lên một tia hiểu ra, nàng nở nụ cười, kiếm này quả nhiên kỳ diệu nhưng cuối cùng nàng cũng đã hiểu được. Đột nhiên đúng ngay lúc này có một bóng dáng xuất hiện ở bên cạnh nàng, Lý Hàn U quay lại thì thấy là Tần Vấn Thiên, lạnh lùng cười hỏi, không thể tiếp tục lý giải kiếm nữa ha. Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu, không nói gì, trên mặt nàng ta có một loại biểu cảm cao ngạo bẩm sinh, nói vậy thân phận hẳn là bất phàm nhưng cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Lý Hàn U đặt bàn tay lên trên vách núi đá hư ảo, mang theo vẻ đắc ý, nàng đi về phía trước, tiếp tục lý giải kiếm thứ 10. Tần Vấn Thiên khẽ lắc đầu, rời khỏi bậc thang nhà tranh, ngay sau đó nhìn lên hư không, chỉ thấy ở nơi đó có rất nhiều người, tất cả đều đang nhìn về nơi này khiến cho Tần Vấn Thiên có phần ngừa vực. Hình như là đông người hơn hẳn so với lúc hắn vào nhà tranh để lý giải kiếm, hơn nữa ánh mắt của bọn họ đều hướng vào hắn. Thân hình khẽ động, Tần Vấn Thiên bay lên hư không, đi tới bên cạnh lâm Soái, hỏi, sư huynh, sao thế? Người đột phá kỷ lục mà còn dám hỏi ta, sao thế, à? Lâm Soái cười nói, tần vấn thiên sửng sốt sau đó liền cười khổ xem ra là tốc độ hiểu kiếm của hắn quá nhanh nên đã tạo ra chấn động trả cái đồ háo sắc khốn kiếp này lại cho ngươi chấm diệp lăng sương ném tiểu hỗn đản cho tần vấn thiên tần vấn thiên nghi hoặc nhìn nàng lại thấy diệp lăng sương chừng mắt liếc hắn một cái nói lại còn bày ra cái vẻ mặt vô tội nữa à có thể nuôi dưỡng ra được tiểu xúc sinh háo sắc khốn kiếp như thế này cũng không phải là hạng người tốt đẹp gì chấm tần vấn thiên dùng tay bóp chán hắn nhìn về phía tiểu hỗn đản tên tiểu súc sinh này lại làm ra chuyện gì rồi, sao lại làm Diệp Lăng Sương oán hận đến thế? Ha ha, tần sư đệ, Lăng Sương sư muội luôn nói chuyện rất thẳng thắn, ngươi chớ để ý, sau này chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn. Nghe nói ngươi mới tới đất Nam Vực, e là vẫn chưa quen, có cơ hội sư huynh sẽ dẫn ngươi đi dạo vài nơi. Lưu Vân trao cho tần vấn thiên ánh mắt ngươi hiểu rồi đấy, cười nói, tiên tử ở nghề nguyệt lâu, hồ quang tiểu trúc đều vô cùng quyến rũ, tài tình hơn người. Sư đệ có cơ hội nhất định phải đi tìm hiểu một phen diệp lang sương liếc mắt nhìn lưu vân chằm chằm tần vấn thiên cũng lúng túng cười một cái lại thấy trong hư không có một tiếng quát chuyển đến ngươi đúng là cái tên gia hỏa khốn kiếp lại dám có ý định dẫn sư đệ của ngươi đi học thói xấu tiếng nói thốt ra trong hư không chợt xuất hiện một vị lão giả người này mặt mày tươi cười vô cùng hiền hòa ông ta nhìn về phía tần vấn thiên cười hỏi tiểu tử kia ta là sư tôn của lưu vân ngươi có hứng thú làm đệ tử của ta không hả ôi thôi đệ tử mà ông dạy ra thì có thể có được tiền đồ gì, tiểu tử kia, theo ta đi. Chấm, một bóng dáng áo đen xuất hiện, đứng thẳng trên hư không, người này có sức mạnh và phong thái uy nghiêm trời sinh, trên người tràn ngập khí thế mạnh mẽ, cường giả trên núi của các ông đều nhiều như mây, cần gì phải đến cướp người, vẫn nên theo ta đi. Lại có cường giả xuất hiện, khiến cho không ít người đều phải ngạc nhiên. Sau đó lại có năm sáu người lần lượt xuất hiện, đều là các trưởng lão của trượng kiếm tông, muốn trở thành sư tôn của tần vấn thiên. Điều này làm cho không ít người cảm thấy có chút hâm mộ, kẻ được đãi ngộ như vậy ít vô cùng, Hàn U là đệ tử của bổn tọa, hôm nay đã hiểu được kiếm thứ 10, người có thể hiểu được 14 kiếm trong vòng 5 ngày, chứng tỏ ngộ tính của người rất cao, vượt trội hơn người. Mặc dù ở mấy phương diện khác còn hơi thiếu sót, bổn tọa cũng sẽ cho người đi theo những người khác, nếu người biểu hiện xuất chúng, bổn tọa ắt sẽ tự mình chỉ dạy cho ngươi. Nơi xa có một tiếng nói âm vang truyền đến khiến mọi người đều phải sợ hãi, những nhân vật trưởng lão kia cũng liên tục cười khổ, không ngờ Mai Sơn kiếm chủ cũng lên tiếng. Nói vậy Mai Sơn kiếm chủ chú ý đến Lý Hàn U vì thế mới phát hiện ra quá trình tần vấn thiên lý giải kiếm. Mai Sơn kiếm chủ chính là nữ tử nhưng giọng điệu này lại ngạo mạn kinh khủng, dù tần vấn thiên chưa nhìn thấy diện mạo của đối phương nhưng cũng biết Mai Sơn kiếm chủ không phải là nhân vật bình thường, chỉ một lời nói thôi đã khiến cho khắp núi tĩnh lặng, cực kỳ uy nghiêm. Thân hình Lý Hàn U chợt động, từ cầu thang nhà tranh bước ra, sắc mặt thay rồi, đây là giọng của sư tôn, không ngờ sư tôn lại muốn mời người khác nhập môn. Đảo mắt nhìn sang, nàng liền thấy được tần vấn thiên, trong mắt hiện lên tia sáng khác thường, ngày đó, nàng phải chủ động bái mai sơn kiếm chủ để nhập môn, vì biểu hiện xuất chúng mới được thu làm đệ tử thân truyền, sư đệ, là mai sơn kiếm chủ. Giờ phút này Lưu Vân cũng nghiêm túc hẳn, lên tiếng nhắc nhở tần vấn thiên, nghe giọng điệu trịnh trọng của hắn là đủ hiểu mai sơn kiếm chủ uy nghiêm mạnh mẽ đến mức nào tần vấn thiên nhìn về phía mai sơn kiếm chủ rồi hắn lên tiếng đáp lời đa tạ thịnh tình của tiền bối vãn bối vẫn chưa suy nghĩ kỹ hắn vừa dứt lời cả đám người đều trở nên im lặng thật sự không ngờ rằng tần vấn thiên sẽ từ chối ngay lập tức tất cả đều vô cùng kinh ngạc nhìn hắn người này không hổ là người gia nhập trượng kiếm tông có tính cách lại có thể từ chối lời mời của mai sơn kiếm chủ đôi mắt lý hàn u lại càng lộ ra ý lạnh cảm thấy rất không cam lòng nàng chăm cay ngàn đắng bái mai sơn kiếm chủ làm sư tôn hôm nay mai sơn kiếm chủ đã tự mình đưa ra lời mời nhưng lại bị người cự tuyệt từ chối một luồng uy thế ngập trời bao phủ thiên địa hiển nhiên mai sơn kiếm chủ cũng không ngờ tần vấn thiên sẽ từ chối nàng hơi thở cũng hơi biến động rất tốt một tiếng nói vang lên làm cả khoảng hư không như đều rung lên có cá tính là chuyện tốt nhưng mà cũng nên tự biết bản thân nặng nhẹ thế nào tự giải quyết cho tốt chấm sau khi câu nói này kết thúc uy thế của mai sơn kiếm chủ biến mất mai sơn kiếm chủ là nhân vật bậc nào có thể chủ động đưa ra lời mời đã là cực kỳ hiếm thấy, lại bị từ chối trước mặt nhiều người như thế. Với tính cách ngạo mạn của Mai Sơn kiếm chủ, hiển nhiên lòng không vui, lộ ra rõ từ trong giọng nói, nhưng với thân phận của nàng dĩ nhiên cũng sẽ không làm khó Tần Vấn Thiên. Sắc mặt Tần Vấn Thiên cực kỳ bình tĩnh, nghe tiếng cũng có thể biết người, lúc Mai Sơn kiếm chủ đưa ra lời mời, uy thế ấy đáng sợ nhưng lại tự phụ, dĩ nhiên là bản thân nàng có thực lực để tự phụ, nàng chính là một đại tông sư, Mai Sơn kiếm chủ nhưng sự vênh váo và hung hăng trong giọng nói của nàng khiến Tần Vấn Thiên không thích. Không thích nên từ chối, không có gì là kỳ lạ. Đây chính là hắn, đúng như lời lâm soái nói, làm việc theo ý muốn của bản thân, cần gì phải gượng ép. Diệp Lăng Sương cũng đã nhìn Tần Vấn Thiên với cặp mắt khác xưa, không phải là ai cũng có dũng khí và can đảm như vậy để từ chối lời mời của Mai Sơn kiếm chủ. Lâm Soái cũng nở nụ cười, lộ ra vẻ tán thưởng, trong lòng thầm nghĩ, sư tổ coi trọng người này nhưng lại không tự ra tay mà lại mượn tay trượng kiếm tông, chẳng lẽ cũng từng bị tần vấn thiên từ chối. Chấm, nhưng cái suy nghĩ này chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu hắn rồi biến mất, hắn không dám suy nghĩ quá nhiều. Sau khi tần vấn thiên từ chối Mai Sơn kiếm chủ, hắn quan sát vẻ mặt của mọi người, hiển nhiên là hiểu được uy vọng của Mai Sơn kiếm chủ mạnh bao nhiêu, khẽ lắc đầu, hắn nhìn về phía lâm Soái, sư huynh, ta đi tìm chỗ nghỉ chân trước đã. Tần vấn thiên nói, ừ, cũng được, ngươi và thanh nhi sư muội tìm nơi tu hành trước đi sau đó theo ta lên núi một chuyến lâm soái mỉm cười người đã dẫn tới hẳn là hắn nên báo một tiếng với sư tôn suy cho cùng tần vấn thiên là người mà sư tổ muốn chọn hẳn là sư tổ sẽ gặp hắn được tần vấn thiên không có ý kiến gì mấy người liền phá không rời đi lý hàn u đạp bước chân bay lên trên ngọn núi trong phút chốc có bóng dáng của vài thanh niên bất phàm hạ xuống bên cạnh nàng khoảnh khắc ấy lý hàn u giống như là vầng trăng sáng giữa muôn vì sao tên kia hiểu được bao nhiêu kiếm. Lý Hàn U hỏi, sư muội, tên kia mới nhập môn, chỉ trong năm ngày đã hiểu được 14 kiếm. Một người lên tiếng trả lời, vẻ mặt Lý Hàn U lập tức cứng đờ, sự ngạo mạn trong lòng nhận phải đả kích không nhỏ, hôm nay nàng chỉ mới hiểu được 10 kiếm thôi, sư muội không cần để ý, hiểu kiếm có liên quan đến phương diện cơ duyên và ngộ tính của bản thân, cũng không phải chắc chắn là đại diện cho tư chất. Chấm chấm, người nọ an ủi một tiếng, Lý Hàn U khẽ gật đầu, yên tâm, Lý Hàn U ta đâu phải người tự ti nhưng tên này có thể hiểu được 14 kiếm, cũng coi như là bất phàm, không biết chiến lực và thiên tư của hắn cao bao nhiêu. Tần Vấn Thiên và Thanh Nhi đến tòa núi của Lăng Thiên Kiếm chủ tìm động thiên để tu hành, hai tòa động thiên cách nhau không xa, tĩnh lặng đẹp mắt, trông rất được, sau đó bọn họ đi tới trước một tòa núi, có một con đường quanh co thông lên đến đỉnh núi, giống như là thang trời, bên cạnh có thác nước chảy xiết, bắn lên bọt nước giống như tiên cảnh trong nhân gian. Thanh Nhi và Tiểu Hỗn Đản không đi theo mà ở lại, Tần Vấn Thiên thì cùng đám người lâm xoái đi tới nơi đây, ngẩng đầu nhìn về phía tòa cung điện thông thẳng với thang trời trên ngọn núi. Tần Vấn Thiên từng bước đi lên, tất cả đám người lâm xoái đều tỏ vẻ cung kính, dọc theo thác nước có không ít người đeo cổ kiếm trên lưng đứng canh gác, thấy đám người lâm xoái đến thì đều khẽ gật đầu. Một lúc sau, chỉ có lâm xoái là có thể tiếp tục đi lên, đám người diệp lăng xương cũng dừng lại ở giữa sườn núi. Nơi này là chỗ mà kiếm chủ chỉ dạy đệ tử, bọn họ không nhận được mệnh lệnh thì không thể đi lên thế nhưng lâm soái lại dẫn tần vấn thiên đi lên được điều này khiến cho đám người diệp lăng xương rất kinh ngạc lâm soái sư huynh lại dẫn tần vấn thiên tới ra mắt tông chủ rốt cuộc thì tên tần vấn thiên này có địa vị gì sư đệ trở lại rồi tần vấn thiên theo lâm soái đi tới trước tòa cung điện thì nhìn thấy một vị nữ tử mặc áo trắng đi ra nữ tử này thoạt nhìn gọn gàng mặc dù không phải là rất đẹp nhưng ngũ quan lại thanh tú đoan trang làm cho người ta loáng thoáng cảm nhận được sự uy nghiêm đây là lục sư tỷ thương nguyệt lâm soái nói sư tỷ tần vấn thiên gọi một tiếng nói vậy người này cũng là đệ tử của kiếm chủ rồi trẻ tuổi như vậy mà đã là cường giả thiên tượng nếu đặt ở đại hạ cũng là nhân vật đứng trên đỉnh thế giới bên ngoài quả thật rất mạnh là vấn thiên sư đệ nhỉ sư tôn đang chờ nữ tử áo trắng mỉm cười nhìn tần vấn thiên nụ cười của nàng làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái hoàn toàn tự nhiên tần vấn thiên có hơi nghi ngờ tông chủ trượng kiếm tông lại đang chờ hắn chấm cùng với sự ngừa vực hắn theo nữ tử áo trắng đi vào trong đại điện bên trong có rất nhiều đệ tử trượng kiếm tông còn ở tít phía trước có một người tùy ý đứng ở nơi đó tựa như một thanh lợi kiếm sắc bén tuyệt thế mặc dù không để lộ một chút hơi thở nào nhưng vẫn khiến cho tần vấn thiên cảm nhận được áp lực đáng sợ như khiến cho mỗi bước đi về phía trước của hắn đều rất khó khăn bước chân trở nên vô cùng chậm chạp vãn bối bái kiến tông chủ tần vấn thiên đoán được người này chính là lăng thiên kiếm chủ tông chủ của trượng kiếm tông không khỏi cung kính nói ưng um, ta đã nghe bọn họ nói về ngươi, thả võ hồn cùng với võ đạo ý chí lực lượng của ngươi ra cho ta xem thử một chút. Lăng thiên kiếm chủ mỉm cười nhìn tần vấn thiên, mặc dù trên người ông không để lộ hơi thở, nhưng dưới cái lỗ nguy áp chân thật này, tần vấn thiên có thể thản nhiên đối mặt, cũng coi như là hiếm thấy. Khi ông vừa dứt lời, tần vấn thiên liền cảm giác được tất cả áp lực trên người mình đều biến mất toàn bộ, giống như người đang đứng ở trước mặt hắn chỉ là một người bình thường, thu phóng tự nhiên, tùy ý thả lòng. Tần Vấn Thiên biết đối phương đã tu hành đến một cấp bậc khác, hôm nay đến được một nơi như trượng kiếm tông, đại hạ đã sớm không thể so sánh, hắn cũng không có quá nhiều băn khoăn, cùng lúc phóng ra tinh hồn và võ đạo ý chí của mình. Chấm chấm, tinh hồn rực rỡ sáng chói như chiếu sáng cả đại điện, ánh sáng tinh hồn chập chờn lấp lóe như có thể khiến cho mắt người đau nhói. Trong mắt Lăng Thiên Kiếm chủ đột nhiên bộc phát ra một vầng hào quang lóng lánh, mặc dù với tâm cảnh của ông, trong nháy mắt này vẫn không thể nhịn được mà phóng thích hơi thở ra ngoài, trong khoảnh khắc ấy khiến cho cả tòa đại điện đều tràn ngập một luồng uy áp làm người ta ngột ngạt, mặc dù cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, đủ rồi. Đôi mắt Lăng Thiên kiếm chủ dần dần thu lại tia sáng nhưng trong lòng thì có chút chấn động. Ông thân là tông chủ Trượng Kiếm Tông, thiên tài mà ông từng gặp nhiều không kể xiết, cũng đã từng thấy qua một số kỳ tài ngút trời, bọn họ cố ý tu hành chậm một chút, đề cao tinh thần cảm giác khiến cho tinh hồn thứ hai có thể kết nối với ngôi sao võ mệnh trên tầng trời thứ năm nhưng mà người có tinh hồn thứ nhất kết nối với ngôi sao võ mệnh trên tầng trời thứ năm đây là lần đầu tiên ông thấy được. Hơn nữa nghe nói hắn đến từ vùng đất đại hạ hoang vu kia, chuyện này quả thực là khó có thể tưởng tượng nổi. Đám người lâm soái và thương nguyệt cũng bị chấn động, lòng đầy rung động, rốt cuộc thì khả năng cảm ứng tinh hồn của vị sư đệ này mạnh đến bao nhiêu. Lực, thụy mộng, yêu, kiếm, lực công kích võ đạo ý chí của người đã rất mạnh rồi, nếu sử dụng tốt được tổ hợp này, phương diện công kích sẽ là mạnh nhất chỉ trong khoảnh khắc lăng thiên kiếm chủ đã cảm nhận được các loại võ đạo ý chí là lực yêu kiếm của tần vấn thiên đều mang thuộc tính công kích còn thụy mộng võ đạo ý chí thì mang thuộc tính mê huyễn tần vấn thiên khẽ gật đầu không trả lời lực yêu kiếm có thể làm cho lực công kích của ngươi không ngừng tăng lên gấp bội ngươi có thể đi đến cực hạn cực hạn này một là cần ngươi làm cho võ đạo ý chí đạt đến đại viên mãn hai là ngươi phải tiếp tục đề cao lực lượng của cơ thể lực lượng cơ thể là cơ sở cơ sở này tăng lên thời điểm ngươi sử dụng võ đạo ý chí sẽ khiến cho lực công kích tăng lên gấp bội hiệu quả sẽ càng rõ ràng lăng thiên kiếm chủ nói dĩ nhiên tần vấn thiên cũng hiểu được đạo lý này nếu như lực lượng của bản thân hắn mạnh hơn lực lượng công kích của lực võ đạo ý chí và yêu võ đạo ý chí sẽ không ngừng tăng lên gấp bội hiệu quả sẽ vô cùng đáng sợ nhưng mà trước kia hắn đồng thời đề cao tu vi thân thể cũng không ngừng cường hóa yêu thần biến cũng làm cho thân thể hắn cường hóa cơ sở đã rất khó tăng lên mặt khác người đã đi qua nhà tranh rồi, hẳn cũng nên biết, mặc dù võ đạo ý chí chỉ là đơn giản giao hòa cũng sẽ có hiệu quả không thể tin nổi. Lăng thiên kiếm chủ nói với Tần Vấn Thiên, lúc trước vãn bối cũng đã thử qua, dùng võ đạo ý chí khác nhau dung nhập vào trong kích pháp, quả thật là uy lực mạnh lên rất nhiều, mặc dù loại dung hợp này là tầng đơn giản nhất. Tần Vấn Thiên đáp lại, bắt đầu từ kiếm thứ 15 mới là thật sự tiến vào bước giao hòa phức tạp. Mà hắn hôm nay khó khăn lắm mới đạt được trình độ kiếm thứ nhất đến kiếm thứ bảy, hơn nữa kiếm vẫn chỉ là một vật dẫn, khó trách ngươi có thể hiểu được 14 kiếm. Nhưng ngươi cũng không nên nhầm lẫn, sở dĩ trong nhà Tranh đều lấy kiếm làm trụ cột chỉ là vì thủy tổ là kiếm tiên. Hơn nữa, kiếm có thể vô cùng dễ dàng làm phong, vũ, lôi điện võ đạo ý chí dung nhập vào nhau nhưng các loại võ đạo ý chí khác chỉ có thể lựa chọn vật dẫn khác, ví dụ như tinh hồn thiên truy, lực võ đạo ý chí và đại địa võ đạo ý chí của ngươi là tương đối dễ dàng dung nhập vào nhau để phát huy huy lực lăng thiên kiếm chủ tùy ý nói chuyện khiến cho tần vấn thiên dần dần cảm thấy thân thiết cũng nói chuyện với người đối diện rất là thoải mái đa tạ tiền bối chỉ giáo tần vấn thiên hiểu được rằng lăng thiên kiếm chủ lo lắng hắn sẽ hiểu sai về kiếm trong lòng cũng chỉ có kiếm con đường của các ngươi đi như thế nào đều phải dựa vào chính bản thân các ngươi người đi trước cũng chỉ là có thể chỉ dẫn một chút cuối cùng có thể đi bao xa thì đều phải dựa vào thiên phú sự cố gắng và cơ duyên của bản thân Ngươi cũng không cần bái ta làm sư nhưng nếu có vấn đề gì cần hỏi thì có thể tới tìm ta. Trước hết ngươi cứ theo lâm soái đến núi trọng lực để tu hành, về phần tiểu tình nhân của ngươi, ta sẽ giới thiệu cho nàng một vị sư phụ thật tốt. Nếu nàng không bằng lòng, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, ra. Dạ. Chấm, tần vấn thiên lòng đầy vui mừng, hắn không ngờ rằng lăng thiên kiếm chủ lại yêu đãi mình như thế, trong lòng vô cùng cảm kích. Về phần lăng thiên kiếm chủ hiểu lâm thanh nhi là tình nhân của hắn, hắn cũng không muốn đi giải thích, sư đệ, đi thôi lâm soái nở nụ cười tần vấn thiên khẽ khom người với lăng thiên kiếm chủ sau đó liền theo lâm soái đi khỏi lăng thiên kiếm chủ nhìn bóng dáng tần vấn thiên rời đi mặt mang ý cười thầm nghĩ ánh mắt của sư tôn đúng là sắc bén hiển nhiên là hắn sẽ dùng hết sức để lôi kéo người này vào trượng kiếm tông hơn nữa còn phải vào thật nở mày nở mặt nếu không cũng khó có thể nhận được sự coi trọng đây cũng là nguyên nhân hắn không để cho tần vấn thiên bái sư tần sư đệ người thật khiến người ta phải kinh ngạc sau khi đi ra khỏi tòa cung điện Lâm soái liền mở miệng nói, tổ hợp tinh hồn kia thật sự là người ta phải rung động. Tần Vấn Thiên mỉm cười không nói gì, lại thấy Diệp Lăng Sương hỏi, sư huynh, sao vậy? Không có gì, Lâm soái lắc đầu cười, tùy ý nói, sư tôn bảo ta đưa tần sư đệ đi núi trọng lực, á. À. Diệp Lăng Sương hét lên, Lưu Vân thì đảo cặp mắt trắng dã, cũng rất thức thời nên không nói gì, khiến Tần Vấn Thiên khá tò mò về ngọn núi này. Núi Trọng Lực là một dạng núi có hẻm rất sâu, bên cạnh hẻm sâu có một vài tảng đá rất lớn màu mực, làm người ta cảm giác rất là nặng nề. Bên trong núi đều là những cây cổ thụ to lớn, sợ rằng 10 người ôm cũng không hết, đây chính là núi Trọng Lực. Tần Vấn Thiên nhìn về hẻm sâu phía trước hỏi, ừ, sư đệ, tảng đá phía dưới nặng đến ngàn cân, người phải chuyển chúng đến đối diện hẻm sâu, sau đó lại chuyển ngược về chỗ cũ, còn những cây cổ thụ kia nữa, người phải dùng rìu để chặt gãy đủ 100 cây, sau đó mới có thể đi ra ngoài. Lâm Soái lên tiếng nói, chuyện này thì có gì khó khăn chứ. Chấm, Tần Vấn Thiên cười nói, Diệp Lăng Xương đứng ở phía sau lại lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, vậy ngươi đi xuống đó đi. Lâm Soái mỉm cười nói, được thôi. Tần Vấn Thiên gật đầu, đạp chân, bay xuống hẻm sâu. Sau khi hắn bay đến khoảng không phía trên hẻm sâu, sắc mặt Tần Vấn Thiên bỗng nhiên thay đổi, một luồng áp lực kinh khủng hướng vào người khiến thân thể của hắn liền rơi xuống, nặng quá. Chấm, sắc mặt Tần Vấn Thiên biến đổi kịch liệt một tiếng nổ âm vang, thân thể của hắn rơi thẳng xuống mặt đất, thậm chí hai chân cũng khó có thể đứng vững, chỉ cảm thấy toàn thân đều mệt đến dã rời, cả người vô cùng không thoải mái, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể như đều rơi xuống, tần sư đệ, nhớ chăm chỉ tu hành vào đó. Lâm soái cười nói, nói xong liền xoay người rời đi, Diệp Lăng Sương bày ra vẻ mặt đắc ý, Lưu Vân thì đồng tình nhìn tần vấn thiên, nói, cứ thoải mái hưởng thụ đi, đừng quên khiêng đá chặt cây nhé, sao lại có thể khủng khiếp đến mức này chứ? Chấm. Tần Vấn Thiên đứng thẳng người, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng siêu mạnh tác động đến toàn thân, cho dù là tinh thần nguyên lực trong cơ thể cũng rất khó vận hành. Đột nhiên hắn nghĩ đến, lúc một loại sức mạnh đi tới cực hạn có thể xảy ra biến chất, cái nơi đầy trọng lực này cũng là một loại cực hạn, dâm. Chấm, đi một bước, cả vùng đất đều phát ra một tiếng trầm đục, Tần Vấn Thiên nhìn thoáng qua những tảng đá kia rồi lại liêm mắt nhìn về phía những cây cổ thụ kia, có loại cảm xúc gọi là muốn khóc. Một tháng sau, tại núi trọng lực, phía trên hẻm sâu, Lưu Vân ngồi đang ôm bầu rượu uống rượu, thỉnh thoảng lại nhìn xuống dưới, có thể thấy được dưới hẻm núi có một người thanh niên mặc trên mình một chiếc áo mỏng manh đang ra sức mà chạy, người này có năng lực thích ứng rất mạnh, Lăng Xuân sư muội, muội có muốn uống một hớp không? Chấm, Lưu Vân đưa hồ lô rượu về phía Diệp Lăng Sương ở bên cạnh, lại thấy Diệp Lăng Sương chừng mắt liếc hắn một cái, không uống thì thôi, cần gì phải hung dữ như thế, dù gì cũng là công chúa cơ mà. Lưu Vân thu hồ lô rượu về, lại thấy sắc mặt Diệp Lăng Sương trầm xuống, trong đôi mắt xinh đẹp xuất hiện cảm xúc buồn bã, Lưu Vân. Khương Hoài đứng ở phía sau lạnh lùng gọi, Lưu Vân lại uống rượu, thản nhiên nói, sư muội bình thản một chút đi, ta không nói sai, ta biết. Diệp lăng sương khẽ đáp, vẻ mặt Lưu Vân hơi khượng lại rồi hắn cười đùa nói, hay là sư muội gả cho ta đi, ta nhất định sẽ chăm sóc sư muội thật tốt, cút. Diệp lăng sương mắng, da mặt của tên khốn này đúng là dày đến mức không bình thường, hay, xem ra phải đi hồ quang tiểu trúc để tìm tiên tử rồi tháng sau ta lại đến xem. Lưu Vân xoay người chậm rãi rời đi, rất là tiêu giao tự tại, Diệp Lăng Sương và Khương Hoài vẫn còn ở lại, chỉ thấy Diệp Lăng Sương nhìn tần vấn thiên chạy, thầm nghĩ trong lòng. Năng lực thích ứng của hắn đúng là mạnh thật, không ngờ có thể chạy với tốc độ như vậy. Lúc tần vấn thiên vừa mới bước vào hẻm núi trọng lực, chỉ bước đi thôi đã thấy khó khăn, hẻm núi trọng lực thật là đáng sợ, hắn phải mất hơn một tháng mới từ từ thích ứng được, có thể chạy dựa vào chính ý chí và sức mạnh của bản thân, không ngừng vượt xa giới hạn của chính mình. Chỉ thấy lúc này Tần Vấn Thiên tới cạnh một tảng đá khổng lồ màu mực, thấp giọng nói, không biết tảng đá này nặng bao nhiêu nhỉ. Chấm, Tần Vấn Thiên điều động tinh thần nguyên lực trong cơ thể, ngay sau đó một luồng lực lượng ý chí kinh khủng phủ trên cánh tay, dùng sức trong giây lát, tiếng vang ùng ùng truyền ra, Tần Vấn Thiên mạnh mẽ ôm lấy một tảng đá lớn, nhưng sau đó lại có một tiếng chấn động đáng sợ lập tức vang lên, cả vùng đất như bị đập cho nát vụt, tảng đá khổng lồ rơi xuống đất, Tần Vấn Thiên nằm úp sốc ở phía trên mà thở dốc, tảng đá này nặng ngàn cân nhưng đó là ở chỗ khác, còn ở trong khu vực có trọng lực thì sẽ nặng gấp trăm ngàn lần. Tần Vấn Thiên than thở trong lòng, không ngờ hắn lại không nhấc nổi một tảng đá nên đành bất đắc dĩ đi tới phía rừng cây kia. Cầm lấy chiếc rìu ở bên cạnh chém vào cây cổ thụ, hắn lại phát hiện trên thân cây chỉ mất một lớp vỏ, hắn không khỏi than thở, dù hiện giờ lực lượng của hắn bị hạn chế rất nhiều nhưng gốc cổ thụ này quá là kiên cố rồi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua một hàng đá bên kia, hình như còn có một số tảng đá hơi nhỏ hơn một chút tần vấn thiên đi tới sau đó nhấc lên bắt đầu khó khăn chậm chạp bước đi mỗi một bước đều để lại dấu chân rất sâu in trên mặt đất giống như là sắp lún xuống dưới mặt đất đến nơi rồi nặng quá tần vấn thiên buồn bực nhưng chỉ có thể cắn răng kiên trì đi hơn mười bước hắn liền đổ đầy mồ hôi nhưng hắn vẫn cố cắn chặt răng đây là rèn luyện ở núi trọng lực giúp hắn tìm được cảm giác lần đầu bước vào con đường võ đạo cái cảm giác nguyên thủy nhất không ngừng đột phá giới hạn của mình từ đó kích thích cơ thể của mình khiến lực lượng của cơ thể trở nên mạnh mẽ. Một tháng này, hắn đã dần dần thích ứng với loại trọng lực kinh khủng này, đối với bản thân hắn thì đây chính là tiến bộ rất lớn. Tần vấn thiên yên lặng rèn luyện ở trong núi trọng lực, thỉnh thoảng cũng sẽ thấy những người khác đi vào, rèn luyện ở phía bên kia hẻm. Ba tháng sau, rốt cuộc hắn đã có thể ôm được tảng đá, đồng thời cũng cầm được chiếc rìu lớn trong tay để chém cổ thụ. Mỗi tháng, Lưu Vân và Diệp Lăng Sương cũng sẽ tới xem hắn một lần. Hôm nay, Tần Vấn Thiên vẫn đang chặt cây, mỗi một diều mà hắn chém xuống đều rất nhẹ nhàng, giống như là theo quán tính, hắn thử dung nhập võ đạo ý chí vào trong chiếc diều, mỗi một diều chém ra đều có sự tiến bộ rất nhỏ, tích lũy theo thời gian, loại tiến bộ này dần dần lớn hơn. Mỗi một diều của hắn cũng có thể chém vào sâu hơn một chút, người này tiến bộ nhanh thật. Chấm, đáng người Lưu Vân lại tới nữa, họ ngồi bên vách núi nhìn tần vấn thiên vung diều chém lên cổ thụ, trên thân cây cổ thụ liền xuất hiện một vết chém rất sâu, mười mấy diều chém xuống, một gốc cây cổ thụ lập tức bị chặt đổ. Lần này, Lưu Vân vẫn chưa tới xem Tần Vấn Thiên chặt cây, chưa đến một ngày, Tần Vấn Thiên đã chặt đổ hết 100 cây nhưng hắn vẫn không dừng lại mà cứ tiếp tục chặt. Không phải là hắn định chặt hết cả cánh rừng này đấy chứ, trưởng lão chịu trách nhiệm trồng cây sẽ đau lòng chết mất. Lưu Vân thầm thì lên tiếng, mỗi một thân cây ở nơi này là mỗi một hạt giống, có thể khiến cho cổ thụ nhanh chóng lớn lên, sau đó để các đệ tử của trượng kiếm tông tới chặt cũng không phải là chuyện dễ dàng sao lại càng ngày càng yếu rồi, có một cây mà phải chém lâu như vậy ư? Lưu Vân nhíu mày, có chút khó hiểu, hắn không dùng võ đạo ý chí nữa, hắn đang chặt cậy bằng sức mạnh thuần túy. Diệp Lăng Sương mở miệng nói khiến Lưu Vân chớp mắt, Diệp Lăng Sương. Chấm, lúc này, ở phía xa có một giọng nói chuyển đến, Diệp Lăng Sương quay đầu lại, liền thấy một bóng người đang bay đến, Diệp Lăng Sương lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây là đệ tử chịu trách nhiệm đưa tin của trượng kiếm tông, đã xảy ra chuyện gì rồi ư? thư của ngươi, đối phương đưa một phong thư cho Diệp Lăng Sương, Diệp Lăng Sương mở ra xem, trong nháy mắt toàn thân nàng để lộ ra hơi thở lạnh lẽo như băng, mặt không có một chút máu, sắc mặt xanh mét, sư muội sao thế? Chấm, Lưu Vân thấy vẻ mặt Diệp Lăng Sương, chăm chú hỏi, phụ thân ta bị thương nặng, đe dọa đến tính mạng. Diệp Lăng Sương lên tiếng đáp lại, lòng Lưu Vân khẽ run, hắn biết Diệp Lăng Sương là ai, công chúa của một quốc gia cổ xưa, phụ thân nàng chính là một vị hoàng đế quốc gia cổ xưa này kế tục trên vạn năm thực lực rất rất mạnh nội bộ mâu thuẫn tranh đấu vô cùng phức tạp lưu vân cũng biết được đôi chút có phải là từ lôi tông nhúng tay vào hay không chấm lưu vân hỏi không biết sắc mặt diệp lăng sương vẫn còn trắng bệch lưu vân lại nói chúng ta đi báo cho sư tôn xem thử có cách gì để giải quyết hay không trong trượng kiếm tông cũng có cao thủ về y đạo diệp lăng sương để bức thư xuống thấp giọng nói đã mời thánh nữ của dược hoàng cốc rồi trong đôi mắt của Lưu Vân hiện lên tia sáng, thấp giọng nói, thánh nữ mới của Dược Hoàng Cốc đã được đặc cách thăng cấp thành Đan Vương cấp năm trước thời hạn, lại còn là do Dược Hoàng chân truyền, hiện giờ được xem như là nhân vật truyền kỳ của thế hệ thanh niên của Hoàng Cực Thánh vực. Nếu đã mời được nàng thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Thánh nữ của Dược Hoàng Cốc chính là một nhân vật truyện kỳ. Nghe nói thời điểm ban đầu được người đưa vào Dược Hoàng Cốc còn đang hấp hối, gần như là sắp chết nhưng không biết thân phận của người đưa nàng vào dược hoàng cốc ra sao mà lại có thể khiến cho dược hoàng tự mình ra tay cứu giúp, hơn nữa còn hao hết tâm tư và sức lực giúp nàng thay xương hoán cốt, cải tạo sinh mệnh, sau đó còn truyền thụ cho nàng sở học từ lúc sinh ra. Chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi đã khiến cho vị thánh nữ này tựa như sao trổi mà từ từ bay lên, vô cùng nổi bật. Tên thật của thánh nữ dược hoàng cốc là gì, không ai biết được, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tay. Lòng diệp lăng xương loạn cào cào, nàng không có tâm trạng để nghĩ nhiều như thế lúc này nàng có phần không biết phải làm sao chúng ta đi tìm sư huynh nhờ huynh ấy nghĩ cách đi chấm lưu vân biết giờ phút này lòng diệp lăng sương đang rất loạn nên hắn lập tức đưa ra quyết định nhanh chóng dẫn diệp lăng sương rời đi trong lòng diệp lăng sương vẫn đau thương không nguôi trong quốc gia cổ xưa này xuất hiện một kỳ tài tuyệt thế từ đó về sau trong nội bộ hoàng tộc bỗng gia tăng nguy cơ bị dạn nứt hắn ta có tuổi tác lớn hơn huynh trưởng của nàng tài năng xuất chúng gia nhập tử lôi tông, có thể không cần trải qua kiểm tra mà được đưa thẳng vào hoàng cực thánh tông. Đây là lời hứa hẹn của tử lôi tông, hôm nay, hắn ta đã đến được trình độ thế nào rồi? Tất cả những chuyện này tần vấn thiên đều không biết, hắn vẫn cứ chặt cây, mệt thì nghỉ ngơi, tiếp đó lại đi khuân đá. Hiện giờ hắn đã bắt đầu cam tâm tình nguyện làm những chuyện này rồi, hắn vô cùng lạc quan, thỉnh thoảng sẽ lĩnh hội được đôi điều khi luyện diều hay vác đá, hoặc là vận dụng thiên truy. Những ngày này trôi qua vô cùng thích chí, mặc dù cảnh giới không tăng lên nhưng hắn cũng không gấp gáp cảnh giới tăng lên là chuyện nước chảy thành sông cơ sở vững chắc thì lực chiến đấu mới mạnh được đợi đến sau khi cảnh giới tăng lên dĩ nhiên là sẽ càng mạnh hơn lại qua hai ngày tần vấn thiên thoải mái nằm ở trên tảng đá ánh nắng chiếu rọi xuống hẻm núi rơi vào trên người của hắn đường cong trên cơ thể hắn cũng tràn đầy mỹ cảm hơn đó là mỹ cảm của sức mạnh hôm nay trong hẻm núi trọng lực kinh khủng này hắn cũng đã dần dần không còn cảm giác gì nữa hắn biết bản thân cũng đang trải nghiệm một lần tẩy rửa, sau khi được làm cho tinh khiết thân thể của hắn đã trở nên mạnh hơn trước kia rất nhiều, tần sư đệ. Chấm, một giọng nói quấy dày giấc mộng đẹp của tần vấn thiên, mở mắt ra, hắn liền thấy lâm xoái ở trên hẻm núi, sư huynh. Tần vấn thiên ngồi dậy, nhìn về phía lâm xoái, thế nào, rừng cây cũng đã bị người chém sạch, vẫn còn không nỡ ra ngoài. Chấm, lâm xoái nhìn thoáng qua rừng cây kia, trong lòng run sợ, người này thật đúng là lợi hại, đã vậy còn thích ứng rất nhanh đã chặt sạch cả khu rừng rồi. Tần vấn thiên mỉm cười, sau đó đạp mạnh chân một cái, thân thể phóng vút lên cao, ngay sau đó đáp xuống trên vách đá bên hẻm sâu, trong nháy mắt này không còn trọng lực cực mạnh áp chế, tần vấn thiên cảm giác cả người đều nhẹ nhàng như bay, không có một chút sức nặng nào, cảm giác này thật sự rất tuyệt diệu, sao sư huynh lại rảnh rỗi mà tới đây? Chấm, tần vấn thiên cười hỏi. Ta tới nói cho người biết một việc, Diệp Lăng Sương Sư Tỷ của ngươi chính là công chúa của nước Diệp, một quốc gia cổ xưa vạn năm. Nhưng nước Diệp có mấy vị thân vương có thế lực rất mạnh, hơn nữa Diệp Lăng Sương còn có một vị đường huynh tuổi tác xấp xỉ, là đời sau của một vị thân vương, thiên phú tuyệt đỉnh, gia nhập tử lôi tông, vô cùng trói mắt nên đã khiến Diệp ra tranh đấu kịch liệt vì hoàng quyền. Nghe lâm soái chậm rãi nói, ánh mắt tần vấn thiên khượng lại, hắn liền hiểu ra, thân vương của quốc gia cổ xưa này có thế lực rất mạnh, ngoài ra còn được tử lôi tông trợ giúp, chỉ sợ rằng đang muốn cướp lấy hoàng quyền, bản thân nước Diệp có thực lực rất mạnh, tranh chấp trong đó trượng kiếm tông và tử lôi tông vốn không nên tham dự nhưng vì một số nguyên nhân đặc biệt, e là tử lôi tông sẽ ngấm ngầm tham dự ở phía sau. Phụ thân của Lăng xương thân là nhân hoàng, hôm nay lại bị thương nặng, đe dọa đến tính mạng, nước Diệp đã mời được thánh nữ của dược hoàng cốc ra tay. Lâm Soái tiếp tục nói sau đó xoay người chậm rãi bước đi, tần vấn thiên không nói gì đi theo phía sau Lâm Soái. đối phương đã tới nói với mình những chuyện này. Chứng tỏ lời ít ý nhiều, Lăng xương muốn trở về ngay ta lo lắng nàng sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn vì vậy đã ngăn cản nàng. dù sao với thực lực của nàng có trở về cũng không có bất kỳ tác dụng gì, còn có thể sẽ bị ám sát. hơn nữa ta cũng đã sai người điều tra chuyện của nước Diệp. tình thế hiện tại quả thật rất cấp bách. Trượng Kiếm Tông ta chuẩn bị để một số đệ tử lên đường tới đô thành của nước Diệp trước, chính là ngày hôm nay. người cũng đi cùng đi. Lâm Soái nói. Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu. mặc dù cảnh giới hiện tại của hắn vốn dĩ không thay đổi được cái gì nhưng nếu Lâm Soái đã nói như vậy chứng tỏ là cũng hy vọng hắn ra ngoài nhiều một chút, sông sáo rèn luyện một phen. Chỉ chốc lát sau, Tần Vấn Thiên liền thấy được phía trước có một đám người đang chuẩn bị lên đường, chính là đám người Diệp Lăng xương, có các người cùng đi thì sẽ không còn ai dám ám sát Lăng xương rồi. a à, Tần Sư Đệ, người hãy nhớ kỹ quy củ bất thành văn này. Ở Hoàng Cực Thánh Vực có nhiều thế lực lớn cũng đang tranh chấp, liên tục va chạm, cường giả thiên cương cảnh không được nhúng tay vào chuyện của cường giả thiên tượng cảnh. Thế nhưng vì đệ tử các bên va chạm dẫn đến cường giả thiên cương cảnh mất mạng rất nhiều. Dù vậy người ở cảnh giới thiên tượng thông thường không thể ra tay trả thù, nếu không rất dễ gây ra đại chiến. Những lời lâm soái nói khiến vẻ mặt tần vấn thiên khựng lại. Hắn từng trải qua cuộc tranh đấu của các thế lực cấp bá chủ ở Hoàng Triều Đại Hạ. Một khi tầng lớp ở bên trên xảy ra va chạm, như vậy vốn dĩ chính là cuộc chiến giữa các môn phái, cho tới khi nào một bên bị diệt môn mới có thể dừng đại khái là các thế lực lớn ở hoàng cực thánh vực cũng kiên kỵ việc xảy ra các cuộc đại chiến giữa các môn phái nên mới có quy tắc ngầm như vậy. Trượng kiếm tông, hơn 10 vị thanh niên ngự kiếm mà đi, hướng về phía trời cao đi, hóa thành từng luồng sáng trắng. Những người này đều là những đệ tử trượng kiếm tông đang lên đường đi tới nước diệp. Hiển nhiên Tần Vấn Thiên cũng ở trong số đó, những đệ tử trượng kiếm tông này đều có tu vi ở cảnh giới thiên cương, suy cho cùng nước diệp chính là một quốc gia cực kỳ cổ xưa đã trường tồn hàng vạn năm, thế lực lớn mạnh, Trượng kiếm tông không thể mạnh mẽ trực tiếp xen vào chuyện nội bộ của nước Diệp, chỉ là bởi vì tình nghĩa giữa sư huynh muội với nhau nên những đệ tử núi này mới bằng lòng cùng đồng hành với Diệp Lăng Sương trong chuyến đi này, ít nhất là có thể bảo vệ Diệp Lăng Sương an toàn. Nhân vật chỉ huy trong đoàn người này chính là một thanh niên mặc áo đen, người này có tu vi thiên cương cảnh tầng 8, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của Lăng Thiên Kiếm Chủ, tên là Đoạn Hàn, mọi người thường hay gọi hắn là Cửu Sư Huynh địa vị của đệ tử thân truyền của kiếm chủ vẫn cao hơn những đệ tử bình thường một chút, ví dụ như đoạn hàn, hắn là người đệ tử thứ 9 của lăng thiên kiếm chủ nhưng nếu như so với các đệ tử gác núi, hiển nhiên là sẽ không được vị trí cao như vậy. Thế nhưng mọi người vẫn đều gọi hắn một tiếng cửu sư huynh, đây là đãi ngộ dành cho đệ tử thân truyền của kiếm chủ. Tính cách đoạn hàn hơi lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt với tính cách của lâm soái tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, không hề che giấu nhuệ khí trên người chút nào, hơn nữa cũng không thích nói chuyện, loại trầm lặng này làm cho hắn càng trở nên uy nghiêm hơn vài phần. Sư muội, đừng quá lo lắng, nếu thanh nữ của Dược Hoàng Cốc đã đến, với sự lợi hại của nàng trong truyền thuyết, ít nhất thì cũng có thể tạm thời khống chế được thương thế của Diệp Hoàng. Một vị nữ đệ tử đứng ở bên cạnh khuyên nhủ Diệp Lăng Sương, người này tên là Kiều Vũ, là người có quan hệ không tệ với Diệp Lăng Sương ở trong trượng kiếm tông, vâng. Diệp Lăng Sương khẽ gật đầu nhưng vẻ sầu lo hiện lên trên hai đầu lông mày vẫn không cách nào che giấu được, ta nghe nói thánh nữ dược hoàng cốc có dung mạo tuyệt trần, chẳng bao lâu nữa là có thể gặp được nàng rồi, thật là đáng mong đợi. Chấm, đôi mắt Lưu Vân sáng lên, khiến cho mọi người đều phải tỏ vẻ khinh bỉ mà nhìn hắn, từ trước đến giờ tên này vẫn luôn rất háo sắc nhưng mỗi khi nói chuyện hắn đều khiến người ta cảm thấy thoải mái, người không có hy vọng đâu. Kiều Vũ khinh bỉ nói, thánh nữ dược hoàng cốc là luyện đan sư cấp 5. Số người của các đại gia tộc, các đại môn phái ở nước Diệp muốn đến làm thân sợ rằng cũng có thể dẫm sụp cả cổng vào dược hoàng cốc, kể cả những thiên tri kiêu tử. nhưng sợ rằng dược hoàng cốc cũng sẽ không để cho bọn họ vào cửa mấu chốt là phải xem bản thân thánh nữ có thích hay không ví như ta một người ngọc thụ lâm phong như thế có lẽ lại được thánh nữ coi trọng rồi ấy chứ lưu vân đang mơ mộng tần vấn thiên nghe được những lời của bọn họ thì lòng đầy đau xót không tự chủ được mà nhớ tới mạc huynh thành ngày xưa lúc còn ở đan vương điện cùng với dược hoàng cốc ở hiện tại không phải là không có phần tương tự loại thế lực luyện đan siêu nhiên này đều là đối tượng mà các thế lực đứng đầu đều muốn tranh thủ lôi kéo mượn sức. Nhưng mà Khuynh Thành bây giờ sống chết ra sao, hắn cũng không biết. Nghĩ đến lúc ấy Khuynh Thành bị Đan Vương Điện đưa đi hiến tế ở khô cốt chi thi, trong lòng Tần Vấn Thiên liền bùng lên lửa giận, Đan Vương Điện kia, hắn nhất định sẽ trở lại. Nhưng mà Khuynh Thành, nàng vẫn còn sống trên đời này không? Hắn từng điều tra khắp đại hạ, không có được bất kỳ tin tức nào về Mạc Khuynh Thành, sau trận chiến ấy hắn bị ngất xỉu, Khuynh Thành cũng biến mất biệt tâm, giống như nàng chưa từng xuất hiện ở đại hạ, đan vương điện cũng không hề nhắc tới. Chỉ có Thanh Nhi là nói có thể Khuynh Thành vẫn còn sống, khiến cho trong lòng Tần Vấn Thiên tiếp tục tồn tại một tia hy vọng, nghĩ cái gì mà sững cả người ra thế, không phải là cũng có ý đồ gì với Thánh Nữ Dược Hoàng Cốc đấy chứ. Lưu Vân nhìn Tần Vấn Thiên đứng ở bên cạnh cười nói. Tần Vấn Thiên khẽ lắc đầu, hỏi, Thánh Nữ Dược Hoàng Cốc chính là luyện đan sư cấp 5, thế lực này rất mạnh sao, tất nhiên là rất mạnh thật sự là mạnh đến đâu thì ta cũng không biết vì Dược Hoàng Cốc ít khi nảy sinh va chạm với người bên ngoài, sẽ không có ai gây phiền toái cho Dược Hoàng Cốc. Vì vậy Dược Hoàng Cốc có địa vị rất cao ở Hoàng Cực Thánh Vực, Dược Hoàng lại còn là luyện đan sư cấp 5 cao cấp nhất, cho dù là chín đại thế lực đứng đầu, ai có thể bảo đảm rằng có một ngày bản thân sẽ không phải đến cầu cạnh hắn. Trong lĩnh vực đan và dược, Dược Hoàng Cốc mạnh hơn Hoàng Cực Thánh Tông, được xem như là đứng đầu ở Hoàng Cực Thánh Vực. Lưu Vân chậm rãi nói khiến cho Tần Vấn Thiên âm thầm gật đầu, Quả nhiên là một thế lực siêu nhiên. Dọc đường, Tần Vấn Thiên và Lưu Vân trò chuyện không ít, chủ yếu là Lưu Vân nói, Tần Vấn Thiên nghe, ngoại trừ giới thiệu cho hắn một số tình hình ở Hoàng Cực Thánh vực, dĩ nhiên là không thể thiếu những nơi tuyệt vời, mỹ nữ như mây kia, rồi còn muốn dẫn Tần Vấn Thiên đi xem thử, khiến cho Tần Vấn Thiên không biết nên nói gì cho phải. Hơn nửa ngày sau, đi qua rất nhiều khu vực, rốt cuộc nhóm người Tần Vấn Thiên cũng đi tới đô thành của nước Diệp. Trong thành, những người quân sĩ mặc áo giáp rực rỡ cửa thành cao vút như được đúc từ hoàng kim lộ ra vẻ đẹp cổ xưa nơi này chính là khu vực quan trọng của nước Diệp có hoàng cung và các tòa vương phủ thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt cường giả như mây đứng lại một tiếng quát to vang lên chỉ thấy một luồng hào quang kim sắc sông thẳng lên vòng trời một vị tướng quân cầm trường thương kim sắc trong tay nhắm thẳng vào mọi người của Trượng Kiếm Tông chúng ta đi xuống Diệp Lang xương lên tiếng đoàn người hạ xuống phía dưới nhiều quân sĩ áo giáp bay lên không trung chặn ở phía trước vị tướng quân cầm đầu kia lạnh lùng nói, trong địa phận của hoàng tộc nước Diệp, cấm đi lại. Ngông cuông, chấm, Diệp lăng xương lạnh lùng quát lại, lúc này nàng đã thu lại khí chất nhu nhược, trên người tỏa ra một luồng uy nghiêm mãnh liệt, cất tiếng nói lạnh lẽo như băng, nhìn thấy bổn cung, lại dám ngăn chờ. Hình như lúc này tướng sĩ thủ vệ kia mới nhìn thấy Diệp lăng xương, trong mắt hiện lên ý cười lạnh lùng. Hiện nay tề vương đã nắm quyền, sợ rằng không được bao lâu nữa nàng ta sẽ trở thành tù nhân, thế mà lúc này còn bày ra cái vẻ uy phong của một vị công chúa nhưng nữ nhân này cũng rất xinh đẹp hơn nữa còn gia nhập trượng kiếm tông hắn cũng không thể quá đắc tội nàng ta thì ra lăng xương công chúa thuộc hạ thiếu sót nhất thời lại không nhận ra công chúa mong công chúa thứ tội vị tướng này miệng thì nói thế nhưng sắc mặt thì đâu có vẻ nhận tội hắn đưa mắt nhìn về những người khác mở miệng nói nhưng đây chính là trọng địa của hoàng tộc công chúa đưa một đám người xa lạ đến đây thì thật không thỏa đáng hỗn láo Bổn cung dẫn bằng hữu đến đây làm khách, há lại để ngươi nhiều lời." Diệp Lăng Sương lạnh giọng quát lên, sau đó lại nói, "Dám to gan phạm thượng, bắt hắn lại cho ta." Nàng chính là công chúa của nước Diệp, hôm nay ngay cả một tên thủ vệ cũng dám cản rỡ ngỗ ngược với nàng như thế, quả thực là to gan lớn mật. Đây đã rõ ràng là đang phiêu khích quyền uy của nàng, nói vậy tình huống hiện tại của phụ hoàng cũng rất không ổn, nghĩ tới đây Diệp Lăng Sương lại càng lo lắng. Nhưng sau khi nghe được lời ra lệnh của nàng, các tướng sĩ vẫn không động đậy không có ai chịu nghe lệch. bàn tay đoạn hàn run lên vạt áo đen bay trong gió một kiếm đầy ánh sáng lạnh vung ra trong phút chốc ấy khi một kiếm kia phủ xuống vẻ mặt đám người kia hoàn toàn biến đổi phóng trường thương ra kim quang trói mắt phụt một thanh kiếm sắc màu đen xuyên thẳng qua ấn đường của hắn đám thủ vệ lập tức tái mặt tất cả đều bộc phát ra khí thế mạnh mẽ đám thủ vệ lại đều là cường giả thiên cương nhưng đoạn hàn đảo mắt qua cặp mắt sâu thẳm kia như bắn ra từng thanh kiếm bén nhọn Diệp Lăng Sương thấy đoạn hàn ra tay, hiển nhiên cũng hiểu được ý của hắn, lạnh lùng quát một tiếng, tên này dám phạm thượng, phải giết, nếu còn có người có can đảm dám ngăn trở, giết không tha. Chấm, dứt lời, đoàn người chậm rãi tiến dến, lần này không có ai còn dám ngăn cản, những thủ vệ kia nhìn thi thể tướng lãnh, vẻ mặt xanh mét. Đây cũng là một vị cường giả thiên cương tầng 7, vậy mà lại bị giết chết chỉ bằng một kiếm, người của trượng kiếm tông mà lại hống hách lộng hành thế này sao? những thủ vệ kia đều thầm kinh hãi trong lòng nhưng không dám nói ra, không ngờ đối phương lại ra tay tàn nhẫn đến thế, không nói một lời liền giết chết tươi. Nhóm người trượng kiếm tông tiếp tục đi về phía trước, mảnh đất hoàng tộc này vô cùng uy nghiêm hùng vĩ, có rất nhiều vương phủ, mỗi một tòa vương phủ đều chiếm diện tích đến mấy trăm dặm, lúc có nhân vật cường đại quét mắt nhìn về phía mọi người trên hư không, điều này làm cho Tần Vấn Thiên càng nhận thức rõ về sự lớn mạnh của nước Diệp, sợ so rằng cường giả của một tòa vương phủ cũng đã đủ để quét ngang hoàng triều đại hạ, Càng không cần phải nói đến cả nước Diệp. Rốt cuộc, phía trước xuất hiện một tòa hoàng cung cổ xưa vô cùng lớn, lại có tường thành cao vút kim sắc giống như được đúc từ hoàng kim, chỉ thấy một nhóm người chậm rãi đi ra, treo trên mặt một nụ cười mỉm. Sao Lăng xương công chúa trở lại mà không báo trước một tiếng? Chấm, một vị cường giả cầm đầu mỉm cười nói nhưng vẻ mặt Diệp Lăng xương lại rất khó chịu, đây là người của Hàn Vương phủ, hắn ta là một vị tộc thúc, bọn họ thế mà lại xuất hiện ở hoàng cung có thể thấy được tình thế hiện tại ở Hoàng Cung nghiêm trọng đến nhường nào, sợ rằng cũng đã bị bọn họ khống chế. Hàn Vương vốn rất thường qua lại với Tể Vương, ta muốn đi gặp Phụ Hoàng. Diệp Lăng Sương lạnh lùng nói, cường giả kia nhìn thoáng qua những người của trượng kiếm tông bên cạnh Diệp Lăng Sương, cười nói, chư vị Tuấn Kiệt trượng kiếm tông đến nước Diệp ta đây thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, kính mời chư vị vào Hoàng Cung nghỉ ngơi. Mọi người đều không để ý đến, bọn họ cứ thế mà đến, không hề che giấu, với sự lớn mạnh của nước Diệp có lẽ đã sớm nhận được tin tức, hôm nay cũng chỉ là chuyện ứng phó. Nhóm người trượng kiếm tông liền tiến vào, từ hư không bước chân vào trong hoàng cung, chỉ thấy hôm nay xung quanh tòa hoàng cung uy nghiêm rộng lớn này đều là quân sĩ áo giáp, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể thấy được thế cục căng thẳng đến mức nào. Lúc này trong lòng Diệp Lăng Sương chỉ đau đáu lo lắng cho phụ thân của nàng, nàng chạy thẳng tới phía nhân hoàng cổ điện, lao vút đi như một cơn gió. Giờ phút này ở bên ngoài nhân hoàng cổ điện cũng có rất nhiều cường giả đang tụ tập, giống như thể cường hào ác bá ở khắp nơi đều tụ tập hết ở đây. Diệp lăng xương trợn mắt nhìn về một phía, ở đó có một vị thanh niên, vẻ mặt như điện, hắn mặc vương bào, uy nghiêm bất phàm, cặp mắt sâu hun hút kia giống như có thể nhìn xuyên thủng người. Hơn nữa, quanh người thanh niên này cũng có không ít người cùng trang lứa mà người bình thường không thể so sánh, bọn họ toát ra một luồng khí phách, mỗi một người đều là những thanh niên tuấn kiệt, vô cùng chói mắt. Chấm chấm. Những người thanh niên của trượng kiếm tông chạm mắt với bọn họ, cứ như thể có một luồng nhuệ khí đáng sợ đang tràn ngập khắp khoảng không gian này. Cường giả tử lôi tông, tần vấn thiên thầm nghĩ trong đầu, không thể nghi ngờ gì nữa, người thanh niên mặc vương bảo kia chính là vương tử trong miệng Lưu Vân, nhi tử của tể vương, thiên tri kiêu tử của tử lôi tông, một thế hệ yêu nghiệt. Người bên cạnh hắn hẳn cũng là đệ tử của tử lôi tông, cùng theo hắn tới hoàng cung nước diệp. Nếu nói rằng tử lôi tông không hề đứng ở sau lưng muốn tể vương khống chế nước diệp, sợ rằng cũng chẳng ai tin bóng dáng diệp lăng sương phóng lên bước vào nhân hoàng cổ điện lại thấy một nhóm người chặn nàng lại không cho nàng tiếp tục đi vào mở miệng nói công chúa nhân hoàng bệnh nặng thánh nữ dược hoàng cốc đang cứu trị cho nhân hoàng công chúa còn phải chờ ở bên ngoài thêm một lúc nữa phụ hoàng bệnh nặng sao ta có thể không ở bên cạnh không được chấm diệp lăng sương mở miệng nói người phía trước thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt của nàng nên đành nhường đường cho nàng đi nhưng lại ngăn cản đám người đoạn hàn các ngươi chờ ta ở chỗ này Diệp Lăng Sương quay đầu lại nói với đám người đoạn hàn, nếu như đã đến Hoàng Cung thì cũng không có ai dám ám hại Diệp Lăng Sương, đoạn hàn bọn họ cũng đành chờ trực ở chỗ này. Tần Vấn Thiên đứng ở trong đám người trượng kiếm tông, hắn lẳng lặng cảm nhận được sự uy nghiêm của nước Diệp. Một quốc gia cổ xưa kéo dài đến hàng vạn năm quả là đáng sợ. Trên đường đi Lưu Vân đã nói cho hắn biết, tỷ lệ đào thải của các thế lực ở Hoàng Cực Thánh vực cực cao, sự phân tranh rất mạnh mẽ, cứ bất chợt lại có một thế lực xuất hiện mấy nhân vật yêu nghiệt tuyệt đại, một khi thế lực ấy dần lớn mạnh lên là có thể đánh bại một thế lực lớn nào đó. Vì vậy, rất nhiều thế lực đều bị lãng quên trong lịch sử của Hoàng Cực Thánh Vực, đồng thời cũng sẽ có rất nhiều thế lực vùng lên, sóng lớn đảo cát, cuối cùng có thể đứng vững không ngã thì phải tạo ra được thế lực nội bộ càng ngày càng vững mạnh. Thế lực có thể đứng sừng sững vạn năm không ngã cũng rất đáng sợ, nước diệp hiển nhiên cũng là như thế. Tần Vấn Thiên đưa mắt nhìn về phía một số người thanh niên của tử lôi tông, chỉ thấy đối phương cũng nhìn về phía bên này, người cầm đầu kia chính là nhi tử của tề vương trong miệng lưu vân yêu nghiệt của tử lôi tông diệp không phàm người này có tư chất vượt trội đến mức đáng sợ có huyết mạch kiếp lôi trời sinh lôi thể vô cùng thích hợp với tuyệt học của tử lôi tông hiện nay tu vi của hắn đã tới cảnh giới thiên cương tầng 7, lực công kích lại càng khủng khiếp tên diệp không phàm này mặc vương bảo kim sắc có khí chất vương giả nhưng trong đôi mắt sáng chói kia như ẩn chứa hơi thở nguy hiểm đáng sợ lúc này ánh mắt của diệp không phàm đang rơi vào trên người đoạn hàn nhìn khí chất của đối phương, hắn lãnh đạm nói, đệ tử thân truyền thứ 9 của Lăng Thiên Kiếm Chủ, Đoạn Hàn, Diệp không phàm. Đoạn Hàn vẫn nhìn về phía đối phương, trong cặp mắt đen nhánh có vẻ nghiêm túc trói mắt. Trong ánh mắt Diệp không phàm mang theo ý cười sắc bén, nhìn lướt qua mọi người của trượng kiếm tông, mở miệng nói, không ngờ chư vị trượng kiếm tông lại rảnh rỗi tới nước Diệp ta làm khách, đang định chiêu đãi các vị một phen, chỉ là chắc hẳn chư vị trượng kiếm tông sẽ không hứng thú với vật phàm tục, chỉ một lòng theo đuổi võ đạo, Vừa đúng lúc ta đang muốn mời thánh nữ tới đài đấu trường của nước Diệp ta để xem làn gió võ đạo của nước Diệp ta, hôm nay chư vị trượng kiếm tông cũng tới, đợi đến sau khi thánh nữ đi ra, chúng ta cùng nhau đến đấu trường chứ. Chấm, hoàng cực thánh vực cạnh tranh rất tàn khốc, làn gió võ đạo cực thịnh, hiển nhiên nước Diệp cũng như thế, đấu trường chính là nơi tỷ võ của nước Diệp. Nếu như có người có biểu hiện kiệt xuất thì nước Diệp sẽ trọng thưởng, thậm chí chiêu nạp vào dưới trướng, vương tử đã mời, sao dám từ chối. Tên Diệp Không Phàm này chính là nhi tử của Tề Vương, mặc dù cũng là niềm kiêu ngạo của cả Tử Lôi Tông, nhưng hôm nay ở hoàng cung nước Diệp, thân phận nhi tử của Tề Vương hiển nhiên là nghe cũng có giá trị hơn một chút, nghe nói đệ tử thân truyền thứ 9 của Lăng Thiên Kiếm chủ có chiến lực rất mạnh. Nếu như có thể lên đấu trường biểu diễn một phen thì có lẽ rằng tất cả mọi người trên dưới của cả nước Diệp đều sẽ vô cùng hưng phấn. Một thanh niên của Tử Lôi Tông đứng bên cạnh Diệp Không Phàm hờ hững nói, khiến cho người của Trượng Kiếm Tông đều lộ ra sự sắc bén từ trong đôi mắt người này nói chuyện không hề khách sáo một chút nào. Thân phận đệ tử của trượng kiếm tông rất phi phàm, làm sao có thể tỉ võ với người của nước Diệp ở đấu trường của nước Diệp được, chẳng lẽ không phải là tự hạ thấp giá trị con người của mình hay sao, nếu như tử lôi tông các vị bằng lòng vào đấu trường, trái lại chúng ta có thể tới lĩnh giáo một phen. Khương Hoài lạnh nhạt nói khiến cho người thanh niên của tử lôi tông kia cười lạnh lùng, tất cả mọi người của hai bên như đều thả ra chiên ý, dương cùng bạt kiếm, giống như chỉ cần một lời không hợp là sẽ lập tức ra tay. Chín đại môn phái cạnh tranh với nhau rất kịch liệt, loại cạnh tranh này diễn ra từ bên trong Hoàng cực Thánh Tông đến bên ngoài Hoàng cực Thánh Tông. Mỗi lần gặp phải đều sẽ có ý cạnh tranh, nhất là người của trượng kiếm Tông lại càng chọc cho các đại phái khác không phục. Chỉ vì Hoàng cực Thánh Vực có rất nhiều người có tiến tâm, mặc dù trượng kiếm Tông có số người ít nhất nhưng trong môn phái đều là tinh anh, năng lực chiến đấu của từng binh sĩ đều là mạnh nhất, đệ tử của tám đại môn phái khác hiển nhiên là không phục, vì vậy một khi gặp phải cũng sẽ có hành động khiêu khích Lúc ở huyện vương thành tần vấn thiên đã từng được chứng kiến sự tranh chấp giữa chín đại môn phái với nhau, hiển nhiên hôm nay cũng không cảm thấy có gì la lung. Lúc này chỉ thấy một vị lão giả mặc trường bào đi về phía đám người trượng kiếm tông, khách sáo nói, lão hủ, sao, đa tạ chư vị đã che chở đưa công chúa trở về nước. Lão giả chính là thần tử nhất mạch của nhân hoàng nước Diệp, ông ta thấy cường giả của trượng kiếm tông đi cùng với Diệp Lăng Sương, làm sao có thể không rõ ý định của trượng kiếm tông, trong lòng vô cùng cảm kích lăng sương chính là sư muội ta đây vốn là việc nên làm lão tiên sinh cần gì phải khách sáo đoạn hàn đáp lễ nói lão giả lộ vẻ cảm kích lại nói hiện tại thế cục nước diệp không rõ ta cả gan nói một tiếng nếu như nước diệp gặp đại nạn hy vọng cái vị tuấn kiệt có thể bảo vệ công chúa để nàng không phải dính vào chuyện này được đoạn hàn gật đầu lão tiên sinh cũng không cần lo lắng nếu thanh nữ dược hoàng cốc chữa đã đến chữa trị cho nhân hoàng hiển nhiên có thể khiến cho nhân hoàng khỏi hàn lão giả khẽ lắc đầu trong ánh mắt lộ ra vẻ sầu lo hiển nhiên cũng không quá lạc quan căn bệnh mà nhân hoàng mắc phải đã có từ rất lâu rồi lão giả thở dài một tiếng đám người đoạn hàn nhíu mày xem ra tình hình của nhân hoàng đã rất nghiêm trọng lòng tin của lão giả này đối với thánh nữ dược hoàng cốc cũng chẳng đủ hơn nữa nước diệp chính là một quốc gia cổ xưa lâu đời mặc dù hoàng thất tranh chấp không ngừng nhưng nhất mạch nhân hoàng vẫn có thế lực rất lớn có lẽ ngay từ trước đó đã mời những đan sư giỏi giang đến để trị liệu hôm nay không thể không mời dược hoàng cốc thánh giá chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ dược hoàng cốc có địa vị cao người thường muốn đi vào đó đều cực kỳ khó khăn huống chi là mời thánh nữ đích thân ra tay nói vậy nhất mạch hoàng thất của nước diệp đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn chờ ở bên ngoài trong giây lát mọi người mới nhìn thấy diệp lăng sương đi ra ngoài chỉ thấy khóe mắt nàng hơi có phần ướt át hiển nhiên là nàng đã khóc ở bên cạnh nàng cũng không có vài người mấy vị mỹ phụ cung trang đều là hoàng phi còn có hai thanh niên có tướng mạo tương tự với nàng chính là hoàng tử chính thống của nước diệp diệp đàn đa tạ chư vị trượng kiếm tông chỉ thấy đoàn người này đi tới phía trước mọi người của trượng kiếm tông trưởng hoàng tử diệp đàn kho người nói lộ ra dáng vẻ vô cùng khách sáo những người của trượng kiếm tông tới đây đều là thế hệ thanh niên lễ nhẹ nhưng trọng liền xem đối phương có tôn kính hay không không cần phải khách sáo đoạn hàn nhẹ giọng nói mắt nhìn về phía diệp lăng sương hỏi lăng sương tình hình thế nào phụ hoàng chúng kịch độc mãn tính hơn nữa thời gian chúng độc đã lâu loại độc này giấu rất sâu lúc bộc phát có thể đoạt tính mạng của cường già đỉnh cao hơn nữa phụ hoàng đã trải qua một cuộc đại chiến độc tố lan tràn toàn thân trong nháy mắt hiện nay đã ở trong tình trạng tràn ngập nguy cơ giọng diệp lăng xương khàn khàn vừa nói ánh mắt vừa đỏ lên người của dược hoàng cốc cũng không có biện pháp sao kiều vũ hỏi thánh nữ nói nàng cũng chỉ có thể tạm thời khống chế độc tố muốn chữa khỏi Diệp Lăng Sương nói tiếp, nhưng mọi người cũng đã hiểu được ý của nàng, trong lòng run sợ, loại độc tố này có thể lấy đi tính mạng của nhân hoàng, chứng tỏ độc tính của nó vô cùng đáng sợ. Chấm, đúng lúc này, mọi người lại thấy trong nhân hoàng cổ điện lại có một nhóm người đi ra, những thứ người này đều mặc bạch y, dáng vẻ đẹp đẽ vô cùng, cứ như là tiên tử giáng chân. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía đó, đám người Diệp không phàm dẫn đầu đi tới, mỉm cười nói, chưa vị cực khổ rồi. Tần Vấn Thiên vẫn đang ngẩng đầu nhìn về phía đó, thế rồi hắn chợt nhìn thấy một nhóm người có dáng vẻ rất đẹp đều là nữ tử chắc là cường giả thủ hội thánh nữ dược hoàng cốc cũng là thân phận nữ tử làm vậy hiển nhiên là có thể thuận tiện chăm sóc thánh nữ hơn sau ba nữ tử áo trắng kia lại có ba bóng người xuất hiện hai nữ tử ở hai bên trái phải đều cực đẹp đẹp đẽ bức người nhưng giờ phút này ánh sáng rực rỡ của các nàng lại đều bị che khuất chỉ vì bóng dáng ở giữa kia quá mức chói mắt nàng vừa xuất hiện liền giống như tất cả đều phải nhường đường cho nàng toàn bộ đều mất đi hào quang nghiêng nước nghiêng thành hai tròng mắt của lưu vân sáng chói, đưa mắt dõi theo bóng dáng kia không chỉ có hắn mà tất cả mọi người của trượng kiếm tông đều nhìn về phía thánh nước kia ánh hào quang trên người nàng tựa như đã tìm được từ ngữ để hình dung những cường giả này của trượng kiếm tông đều là những người có tâm trí bền bỉ nhưng trong nháy mắt này đều có chút ngẩn ngơ song trong lòng tần vấn thiên lại chấn động kịch liệt bản thân như quên phải hít thở ngay sau đó trên mặt của hắn nở ra một nụ cười dạng rỡ nhất Tàng đà đè trong lòng rốt cuộc cũng có thể buông xuôi, khuynh thành. Tần vấn thiên tựa như muốn ngửa mặt lên trời thở dài, ngay sau đó thân hình hắn vụt lên, giống như một tia sét bay thẳng đến chỗ thánh nữ kia. Thánh nữ dược hoàng cốc này chính là mạc khuynh thành, hả? Thấy bóng dáng tần vấn thiên lao ra, đám người trượng kiếm tông ai nấy đều sửng sốt, cường giả tử lôi tông bỗng nhiên xoay người nhìn về phía tần vấn thiên, trong ánh mắt lộ ra tia sáng lạnh, ngông cuồng. Diệp không phàm lạnh lùng quát một tiếng, đưa tay đánh một trường về phía trước, trên hư không xuất hiện lôi kiếp khủng khiếp đánh về phía Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên giơ tay lên đánh ngược lại, một tiếng nổ âm vang, thân thể của hắn bị đẩy lui mấy bước, bàn tay đau nhức, lôi kiếp kia lại đánh cho cánh tay của hắn tê dại. Các nữ tử của Dược Hoàng Cốc đều lạnh lùng liếc nhìn Tần Vấn Thiên, phóng hàn khí ra ngoài, bao phủ lấy Tần Vấn Thiên, một luồng không khí tràn đầy áp lực trực tiếp phả vào trên người Tần Vấn Thiên, giống như Tần Vấn Thiên chỉ cần hơi động đậy một chút thôi, các nàng liền sẽ giết chết hắn ngay tại chỗ sư đệ đám người trượng kiếm tông cảm nhận được luồng không khí này thì lập tức tiến lên hộ vệ trái phải hai bên tần vấn thiên nhưng ánh mắt tần vấn thiên vẫn cứ nhìn mạc huynh thành chằm chằm giống như đã quên mất tất cả những thứ khác mạc huynh thành nàng ấy còn sống thế gian này còn có thứ gì tốt đẹp hơn chuyện này nữa nụ cười của hắn vẫn cứ rực rỡ như thế nhìn vị thánh nữ như trăng sáng giữa trời sao kia thánh nữ dược hoàng cốc nhìn về phía tần vấn thiên khoảnh khắc bóng hình ấy khắc sâu vào mi mắt, trái tim của nàng lại chợt đau xót, nàng ngắm nhìn tần vấn thiên nhưng khí chất của nàng vẫn xa xôi như thế, giống như không có bất kỳ ai có thể gần gũi nàng, nàng đẹp đẽ như thế, lại cũng xa lạ như thế, thật là ngang ngược, niệm tình ngươi là người của trượng kiếm tông, ta tạm thời không so đo với ngươi, nếu còn có lần sau, giết không luận tội. Diệp không phàm lạnh lùng quát lên, ngay sau đó mở miệng nói, thánh nữ, chúng ta tới đấu trưởng trước đi. Mạc Khuynh Thành hơi đứng gượng lại ở nơi đó một chốc, thế rồi nàng mới nâng bước chân lên, được đoàn người vây quanh mà rời khỏi. Đám người tử lôi tông đưa mắt nhìn tần vấn thiên, mang theo ý cười lạnh lẽo, tự biết khống chế hành động của bản thân đi, đây chính là thánh nữ dược hoàng cốc. Một thanh niên của tử lôi tông lạnh lùng lên tiếng, cho dù là người của trượng kiếm tông cũng có người thấy bất mãn, tần vấn thiên như vậy là quá manh động, đã thế lại còn không hề để ý đến hình tượng. Tần vấn thiên ngây người tại chỗ, nụ cười kia vẫn còn treo ở trên mặt, như gặp sấm sét giữa trời quang, Mạc Huynh Thành không nhận ra hắn. Chấm, chuyện này là thế nào? Mạc Huynh Thành đi ở trung tâm được mọi người bao quanh, chậm rãi bước đi trong hoàng cung nhưng hai người bên cạnh Mạc Huynh Thành lại thấy Mạc Huynh Thành đưa tay đặt lên ngực của mình, khuôn mặt như mất hồn lạc phách, cứ như là rất khổ sở, thánh nữ, sao vậy? Chấm, một nữ tử đi bên cạnh nàng thấp giọng hỏi, khuôn mặt của hắn rất quen thuộc, ngực của ta đau quá. Chấm, Mạc Huynh Thành nhỏ giọng đáp, khiến cho vẻ mặt hai người bên cạnh chợt tái đi, năm đó tính mạng của Mạc Khuynh Thành bị đe dọa, được dược hoàng cứu nhưng chỉ nhớ mơ hồ, trừ bản năng tu hành ra, những cái khác đều quên hết. Các nàng không nói gì thêm nhưng chưa từng thấy vẻ mặt như thế của Mạc Khuynh Thành, giống như mất đi hồn phách, sắc mặt tái nhợt. Mạc Khuynh Thành cảm giác ngực càng ngày càng đau, trên trán lại có mồ hôi lạnh xuất hiện, rất quen thuộc, thật sự rất quen thuộc, nàng thật sự sắp nhớ ra cái gì đó, đầu đau quá. Chấm, Mạc Khuynh Thành nhắm mắt lại, bất chi bất giác, đôi mắt của nàng có nước mắt chảy xuống, cứ tựa như là có một tia sét bất chợt đánh vào đầu óc của nàng. Mùa đông, bông tuyết bay đầy trời, chàng thiếu niên ngồi dưới tảng cây, tuấn tú rồi lại ngơ ngác, không biết tâm tư của nàng thiếu nữ bên cạnh. Bông tuyết rất đẹp, hai người vẫn luôn ngồi dưới tảng cây, nhìn cổ thụ bị tuyết trắng bao trùm, trên khuôn mặt của thiếu niên và thiếu nữ cũng mang theo nụ cười ngây thơ rực rỡ. Thiếu nữ vươn tay đón bông tuyết bay xuống từ không trung, nói một tiếng ngốc tử, thiếu nữ cười rời đi. Cảnh tượng này thật đẹp, đẹp đến làm cho lòng người muốn vỡ tan, thánh nữ. Chấm, giờ phút này hai người đi bên cạnh đều rất sợ hãi, lúc mà Khuynh Thành mở mắt, các nàng lại thấy nước mắt giàn ruộng chảy ra, sao sao sao. Sao, lão hủ, kiểu xưng hô khiêm tốn, y nói lão giả vô dụng, không làm gì được nữa. Mọi người của dược hoàng cốc đều dừng bước vì thánh nữ của bọn họ ngừng lại, đứng ở đó không hề nhúc nhích. Rất nhiều người đều quay đầu lại nhìn về phía thánh nữ, ngay sau đó thì đều hoảng hốt, một người trong số đó thì lại nhìn về phía hai người bên cạnh hỏi thánh nữ làm sao vậy nàng thực sự không thể tưởng tượng nổi trên gương mặt tuyệt mỹ kia lại tràn đầy nước mắt rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì ta không biết hình như hai người bên cạnh cũng có vẻ sợ hãi nhưng nghe lời thánh nữ nói cứ như là nàng sắp nhớ ra điều gì đó trong đôi mắt của những nữ tử dược hoàng cốc đồng loạt hiện lên sự sắc bén năng lực của dược hoàng cao đến bực nào mặc dù ban đầu từng nói là thánh nữ bị trọng thương lấy mạng hóa đan tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nhưng vẫn có thể cứu được nàng. Hơn nữa còn cho thánh nữ được sống lại một lần nữa, Dược Hoàng cũng từng nói, có khả năng là trí nhớ của thánh nữ tạm thời sẽ có chút mơ hồ nhưng một khi được kích thích mãnh liệt thì sớm muộn gì cũng sẽ hồi phục như cũ. Chẳng lẽ thánh nữ sắp nhớ đến những chuyện trước kia, nhưng mà nàng gặp bị kích thích mãnh liệt lúc nào? Chấm, các nàng vẫn luôn đi theo bên cạnh thánh nữ, vốn dĩ là không hề phát sinh bất cứ chuyện gì, chuyện ngoài ý muốn duy nhất chính là người thanh niên vọt tới bên cạnh thánh nữ lúc nãy. Loại chuyện nhỏ nhặt này các nàng căn bản sẽ không để ý, hiển nhiên là cũng sẽ không nghĩ tới đây chính là cái gọi là kích thích mãnh liệt. Chấm chấm, thánh nữ của các nàng vẫn cứ đứng ở đó, mất hồn lạc phách, nước mắt không ngừng rơi xuống, thậm chí nàng còn vòng tay ôm lấy ngực, giờ phút này lại không có ai dám tới quấy rầy nàng. Sao vậy? Chấm, ánh mắt đám người diệp không phản lộ ra sự sắc bén, cũng bị cảnh tượng này khiến cho ngây dại, nữ tử tuyệt thế này đã xảy ra chuyện gì? Chấm không có ai biết mạc khuynh thành xảy ra chuyện gì trong đầu của nàng như có từng tia trước xẹt qua khuôn mặt kia không ngừng hiện lên ở trong đầu nàng lần đầu tiên gặp nhau ở hắc ám xâm lâm nàng cứu một vị thiếu niên sau đó lại yên lặng rời đi không quen biết nhau lần thứ hai gặp nhau là ở trong hoàng thành nước sở lúc ấy học viện đế tinh cùng với học viện của vũ phủ thu nhận học viên nàng ngồi ở trong kiệu vội vã liếc mắt một cái nàng thản nhiên nở nụ cười với hắn sau đó trong cuộc rèn luyện của học viện vũ phủ ở hắc ám xâm lâm nàng hiểu lầm hắn trong trái tim thiếu nữ có sự đau lòng mãnh liệt từng cảnh tượng không mừng thoáng hiện lên trong đầu nàng cho đến quân lâm yến thiếu niên kia đã lớn lên cái bóng dáng tự tại không kiềm chế được kia dần dần khắc sâu trong lòng của nàng dần dần nàng có cảm giác yêu thương cái loại cảm giác này thật sự rất đẹp rất ngọt ngào không có lúc nào là không nhớ tới nàng tương tư rồi tiếp sau đó nữa nàng đến đan vương điện mối tình tương tư càng làm cho lòng người chua sót nhưng hắn vẫn tìm được nàng vì nàng hắn lướt ngang qua vô vàn địa vực, chu sát hoa tiêu vân của gia tộc Hoa Thị. Vì nàng, trên đài chiến đấu thiên mệnh bảng, vô cùng kiêu ngạo kéo tay nàng nói cho thế nhân biết, nàng là nữ nhân của hắn, giây phút ấy, nàng như có được cả thế giới. Nàng vĩnh viễn không cách nào quên được ánh mắt của hắn khi nhìn về phía nàng lúc đó, cái ánh mắt đó cô chấp, giống như muốn tuyên bố với thế nhân rằng dù có trở thành kẻ thù của cả thế giới, hắn cũng muốn nắm chặt lấy tay nàng. Nước mắt thấm ướt áo, không có ai biết thánh nữ đã trải qua cái gì, nhớ ra cái gì, là dạng ký ức gì, mà lại làm cho nàng đau lòng như thế, đau thấu tim. Mạc Khuynh Thành hai tay ôm ngực, thật sự là đau quá, nàng đang nhớ lại cảnh tượng cuối cùng kia, đan vương điện, tần vấn thiên dùng máu tế yêu kiếm, hóa thân đại bằng, dù phải bổ đôi đan vương điện cũng muốn cứu nàng. Nàng nhớ lại cảnh tượng hắn bị vô số cường giả vây công, bị cường giả thiên tượng đánh đến trọng thương gần chết, làm sao nàng có thể quên, làm sao nàng lại có thể quên đi tất cả. Chấm, trong lúc bất chợt, mọi người chỉ thấy Mạc Khuynh Thành xoay người, phóng vút đi, làn áo tuyết trắng bay múa trên không trung, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, như có từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mặt đất, thánh nữ. Chấm, người của Dược Hoàng Cốc và Tử Lôi Tông đều vô cùng hoảng hốt, rối rít đuổi theo Mạc Khuynh Thành, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao lại như thế? Mạc Khuynh Thành như một lần nữa trải qua một đời người, đau đến thấu tim. Còn về Tần Vấn Thiên, khoảnh khắc Mạc Khuynh Thành đi khỏi, lòng hắn cảm thấy đau xót vô cùng. Sao có thể như thế được, Khuynh Thành sao lại không nhớ ra hắn? Nhưng khi nghĩ đến Khuynh Thành hóa đan, ở trong tình cảnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn liền bình tĩnh lại, hắn không trách nàng, Khuynh Thành có thể sống đã là trời cao ban ơn rồi, không phải sao? Chấm, hắn tưởng sợ nàng sẽ vĩnh viễn rời đi nhưng hôm nay, hắn lại gặp được bóng dáng khiến hắn nhớ mãi không quên này. Đây đã là mổ kết cục rất đẹp rồi, mặc dù nàng không nhớ rõ hắn nhưng hắn vẫn tin tưởng mà Khuynh Thành, tin tưởng nàng cũng không cố ý như thế nhất định là bởi nàng trọng thương mới quên mất cái gì đó nhưng hắn cũng tin chắc huynh thành sẽ nhớ ra nhất định sẽ nhớ ra hắn nghĩ tới đây trên mặt tần vấn thiên lại hiện lên một nụ cười rất rực rỡ rất tốt đẹp ngừng đầu nhìn hư không trên trời sáng rỡ ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt làm cho người ta cảm giác thật thoải mái còn sống chính là điều tuyệt nhất không phải sao sư đệ người đúng là khiến cho sư huynh phải mở rộng tầm mắt nha mặc dù thánh nữ nghiêng nước nghiêng thành nhưng người cũng không thể xông thẳng lên như vậy đâu, người quá manh động rồi. Lưu Vân vỗ vai Tần Vấn Thiên, có phần sùng bái nhìn Tần Vấn Thiên, sư đệ, người hơi xúc động quá rồi, thánh nữ dược hoàng cốc thân phận bất phàm, chúng ta thân là đệ tử trượng kiếm tông, tốt xấu gì cũng phải chú ý, tránh gây ảnh hưởng. Kiều Vũ khuyên một tiếng, quả thật là tên Tần Vấn Thiên này hành động có chút xúc động thái quá. Tần Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn không giải thích điều gì, trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười mỉm đầy thản nhiên diệp lăng sương nhìn tần vấn thiên có phần không biết phải nói gì người này háo sắc thì cũng thôi đi sao mà ngay cả lúc này cũng vậy thánh nữ tới để cứu cha nàng nếu như để va chạm với người của dược hoàng cốc cha của nàng phải làm sao bây giờ tần sư đệ sau này cho dù là vì giúp ta cũng nên kiềm chế một chút được không diệp lăng sương cũng không muốn trách cứ tần vấn thiên suy cho cùng hắn cũng đi theo những người khác của trượng kiếm tông để bảo vệ nàng trở về nước diệp nên nàng cũng chỉ có thể khuyên bảo sư tỷ là lỗi của ta chấm tần vấn thiên có thể hiểu cho diệp lăng sương cha của nàng bất cứ lúc nào cũng đều có thể nguy hiểm đến tính mạng mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc người của dược hoàng cốc là hy vọng của nàng nếu như bởi vì hắn nhất thời xúc động mà khiến cho người của dược hoàng cốc thù ghét đương nhiên là diệp lăng sương không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó xảy ra cảm ơn tần sư đệ có thể hiểu cho ta Chấm, Diệp lăng sương nhẹ nhàng đáp, tần vấn thiên lắc đầu, bên cạnh có không ít cường giả của nước Diệp, trong số bọn họ có một ít người là nhân hoàng nhất mạch, ánh mắt họ khi nhìn hắn hiển nhiên không hề thân thiện, về phần người của tể vương nhất mạch thì đều mang theo sự châm chọc mà lạnh lùng cười thầm, đại khái là đang châm chọc chính hắn không biết tốt xấu. Khuynh thành, thầm thở dài một tiếng trong lòng, tần vấn thiên xoay người, mở miệng nói, chẳng phải là người tử lôi tông nói là tới đấu trường đấy ư, chúng ta đi thôi, ừm mọi người đồng loạt xoay người đi về phía đấu trường diệp lăng sương cũng đi cùng mọi người về phần nhân hoàng bên kia đã có chư vị hoàng phi chăm sóc nhưng vào ngay lúc này bọn họ bỗng nhiên đều ngây ngẩn cả người vẫn không nhúc nhích chỉ thấy phía trước một bóng dáng tuyệt mỹ lao đến bên này trên dung nhan nghiêng nước nghiêng thành kia đều là những dòng nước mắt trong suốt chỉ mới nhìn thoáng qua liền như có thể làm cho người ta cảm thấy cõi lòng tan nát thanh nữ dược hoàng cốc chấm mọi người đều ngây dại chuyện gì thế này thánh nữ sao lại khóc đến mức đau lòng như thế, chạy về phía bên này. Tần Vấn Thiên cũng ngẩn ngơ nhưng rất nhanh, hắn liền nở nụ cười, hắn thấy được Khuynh Thành đang nhìn về phía hắn. Mà Khuynh Thành dừng bước chân lại, đứng ở đối diện đám người, khẽ cúi đầu, đưa tay muốn lau sạch nước mắt nhưng lau không hết. Lúc ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn đang không ngừng chảy xuống nhưng phía dưới nước mắt lại xuất hiện một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Kiểu xinh đẹp này không chỉ khiến cho nam tử trượng kiếm tông ngây dại mà ngay cả Diệp Lăng Sương cũng vô cùng chấn động. Tần Vấn Thiên đi lên phía trước một bước, tiến tới phía trước Mạc Khuynh Thành, hắn vươn tay đặt ở trên mặt Mạc Khuynh Thành, giúp nàng lau nước mắt đi, mỉm cười nói, đừng khóc, sắc thành con mèo hoa rồi. Giọng hắn dịu dàng, Mạc Khuynh Thành nghe thế thì bật cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Thế rồi nàng lại tiến lên, rồi bất chợt bổ nhào lên người Tần Vấn Thiên, hai tay ôm hắn thật chặt, giống như sợ hãi sẽ lại mất đi hắn thêm một lần nữa. Mọi người của trượng kiếm tông hoàn toàn ngẩn ngơ, rồi rụi đôi mắt, chỉ cảm thấy quá không chân thật, Chấm, miệng Lưu Vân thì đã biến thành hình tròn, giống như là nhìn thấy quỷ, nuốt nước miếng, thấp giọng mắng, cái tên khốn kiếp này đang sử dụng ảo thuật à? Trong lòng Diệp Lăng Sương cũng đang vô cùng chấn động, trái tim không ngừng nhảy lên rất nhanh, quả thực là nàng không dám tin vào hai mắt của mình. Thánh nữ Dược Hoàng Cốc lại giống như một nữ hài tử, bổ nhào lên người Tần Vấn Thiên, thế giới này bị làm sao vậy? Thánh nữ, chấm, lúc người của Dược Hoàng Cốc chạy tới cũng bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sợ hãi ngây người mọi người như bị lôi điện bổ chúng ngây người như phỗng kinh ngạc nhìn thánh nữ dược hoàng cốc của các nàng lao vào trong lòng người thanh niên kia khuôn mặt đầy nước mắt kia là vì hắn mà chảy chấm nỗi đau thấu tim kia là vì hắn mà sinh chấm kích thích mãnh liệt trong miệng dược hoàng chính là nhìn thấy hắn một cái trong biển người mênh mông đầu óc các nàng có phần hơi loạn các nàng không cách nào tưởng tượng ra được đây là tình cảm như thế nào thánh nữ của các nàng và người thanh niên trước mắt từng có mối tình khắc cốt ghi tâm ư chấm nói vậy Vừa rồi thanh niên kia xúc động như thế cũng không phải là bởi vì thánh nữ xinh đẹp mà đơn giản đây là người thương của hắn. Chấm, lúc người của tử lôi tông đến thì mặt mũi xanh mét, ít nhiều gì bọn hắn cũng có một chút tâm tự đối với Mạc Khuynh Thành, nhưng không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng như vậy. Nhất là Diệp không phàm, hắn thân là thiên tri kiêu tử của tử lôi tông, vương tử của nước Diệp, tương lai sẽ trở thành thái tử. Hắn muốn nhân cơ hội lần này lấy được thiện cảm của thánh nữ dược hoàng cốc, Tóm lấy Mạc Khuynh Thành nhưng cái cảnh tượng trước mắt hắn đây lại trực tiếp đánh tan ý tưởng của hắn. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, hai người này không chỉ quen biết mà còn là một cặp tình nhân. Nhưng sao thánh nữ lại yêu hắn ta? Hắn ta nào xứng đôi với thánh nữ dược hoàng cốc? Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp không phàm liền có tia nhọn sắc lại hiện lên, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Mạc Khuynh Thành không ngừng nói ra ba chữ này, nàng hận chính mình, thế mà nàng lại có thể quên mất hắn, tại sao nàng có thể quên mất hắn, cho dù là giờ phút này nàng vẫn không thể tha thứ cho chính mình nàng hận chính mình khuynh thành đừng như thế tần vấn thiên cảm nhận được sự áy náy của mạc khuynh thành trong lòng khẽ rung động không phải là hắn không cảm thấy mình thiếu nợ khuynh thành ừm mạc khuynh thành gật đầu vẫn cứ ôm tần vấn thiên thật chặt giống như thế giới này chỉ còn lại có hai người bọn họ những người khác đều như không hề tồn tại hai người ôm nhau thật chặt những người khác đều chấn động không nói nên lời dần dần hiểu ra được rằng giữa thánh nữ dược hoàng cốc và tần vấn thiên ắt hẳn là có một mối tình rất sâu đậm trước kia có tin đồn rằng thánh nữ dược hoàng cốc được ai đó đưa vào dược hoàng cốc khi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì sợ rằng đám thanh niên này của trượng kiếm tông cũng không thể biết được thì ra thánh nữ dược hoàng cốc tên là khuynh thành thời đại hỗn loạn có giai nhân vừa nghiêng nước vừa nghiêng thành đáng tiếc đáng tiếc lưu vân đau thương thở dài ngươi thì đáng tiếc cái gì hả chấm kiều vũ nhìn hắn chằm chằm đáng tiếc vì nàng ấy không gặp bổn công tử trước. Lưu Vân tựa như vô cùng buồn rầu, tất cả mọi người bên cạnh đều trợn cặp mắt trắng dã, tên khốn này thật đúng là cực phẩm mà. Giờ phút này Diệp Lăng Sương thì lại có một loại suy nghĩ khác, không ngờ thánh nữ dược hoàng cốc lại là tình nhân của Tần Vấn Thiên. Như vậy nếu Tần Vấn Thiên chịu giúp nàng, ắt hẳn thánh nữ cũng sẽ gắng hết sức mình để trị độc cho cha nàng, thậm chí là mời được người lợi hại hơn nữa của dược hoàng cốc, khi đó, có lẽ cha của nàng sẽ thật sự có hy vọng. Chấm dược hoàng cốc thế ngoại siêu nhiên có một số nhân vật cao siêu lánh đời cho dù là nước diệp cũng mời không được căn bản là không tìm được bọn họ ở nơi nào nhưng thánh nữ dược hoàng cốc chắc chắn là sẽ biết tần vấn thiên và mạc huynh thành tách ra mạc huynh thành nhìn khuôn mặt tần vấn thiên dịu dàng đưa bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng vu ố ve gương mặt tần vấn thiên mơn trớn một chút nhìn thân thể tần vấn thiên giống như sợ trên người tần vấn thiên thiếu đi một miếng thịt nào nghĩ đến tất cả những điều mà tần vấn thiên chịu đựng ở đan vương điện nàng lại bật khóc lên thiên ngôn vạn ngữ lại không biết mở lời từ đâu lại một lần tựa vào trong lòng tần vấn thiên không biết là hiện tại trong lòng những người của dược hoàng cốc có cảm giác thế nào giờ phút này thánh nữ của các nàng hoàn toàn trở thành một nữ tử nhỏ bé yếu ớt tỏ vẻ dịu dàng một cách rõ ràng như thế ánh mắt của nàng sợ rằng có thể khiến cho trái tim của tất cả nam tử trên thế gian này đều phải tan chay rốt cuộc thì mối tình đó sâu đậm đến mức nào các nàng đều rất muốn biết giữa thánh nữ và người thanh niên của trượng kiếm tông này có câu chuyện xưa như thế nào, Đan Vương Điện, ngối cứ tưởng là chúng ta đều sẽ chết. mà Khuynh thành khẽ khàng nức nở, nàng nằm mơ cũng không ngờ bọn họ đều còn sống, hơn nữa còn có một ngày gặp lại. Gương mặt Mạc Khuynh thành tràn đầy nước mắt nhưng lại nở nụ cười rất tươi. Nàng thật sự rất vui vẻ, nàng chưa từng vui vẻ như vậy, nàng cảm thấy mỗi một tia không khí đều trở nên trong lành, mỗi một tia nắng đều rực rỡ đến lạ, đều đã qua, tất cả những gì Đan Vương Điện đã làm với nàng sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại cho nàng, nhất định Chấm, chấp niệm trong lòng Tần Vấn Thiên vô cùng sâu đậm, đan vương điện giống như là một cây gai trong lòng hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhổ nó ra, từ đó khiến cho đan vương điện hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Mỗi lần nghĩ đến việc đan vương điện lại dám dùng tính mạng của Mạc Huynh Thành để nuôi thi thể, hắn đều cảm thấy đau lòng tột độ, hắn gần như cho là mình đã mất đi người thương, hôm nay gặp lại, hắn mới có thể cảm thấy vui vẻ trở lại. Lại một lần nữa tách ra, ánh mắt Tần Vấn Thiên khi nhìn Mạc Khuynh Thành giống như là nhìn không đủ, mà Khuynh Thành nín khóc mỉm cười, nụ cười này xâm nhập vào trong đầu Tần Vấn Thiên một cách mê đắm, thanh nữ. Phía sau, người của Dược Hoàng Cốc gọi một tiếng, mà Khuynh Thành quay người lại, lúc đối mặt với mọi người, nàng đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, làm cho người ta bắt đầu sinh ra khoảng cách. Nàng vốn vẫn luôn sáng chói và xinh đẹp lạnh lùng như thế, làm cho người ta cảm giác cao đến mức không thể với tới, nhưng giờ phút này trong mắt thanh nữ, lại treo lên nụ cười hạnh phúc nhàn nhạt đây là lần đầu tiên mà người của dược hoàng cốc thấy thánh nữ lại có một mặt như thế trong lòng thở dài một hơi xem ra thánh nữ rất yêu người thanh niên của trượng kiếm tông này sẽ không ai có thể ngăn cản được với sự thương yêu của dược hoàng đối với nàng tất nhiên cũng sẽ nhân nhượng nàng nhưng trong lòng các nàng lại không quá vui vẻ mặc dù tần vấn thiên là đệ tử của trượng kiếm tông nhưng suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là một tên đệ tử bình thường mặc dù khí chất bất phàm nhưng tu vi cũng không cao trong nhóm người tới lần này cũng không phải là nhân vật cầm đầu còn mạc huynh thành là thánh nữ của dược hoàng cốc các nàng là nữ tử trói mắt nhất các nàng vốn tưởng rằng dù thánh nữ tìm được người thương của mình thì cũng phải là một đấng tuấn kiệt danh chấn thiên hạ là thiên tài tuyệt thế trói mắt nhất vì vậy khi thấy tần vấn thiên trong lòng các nàng có một tia nhìn đáng tiếc tuy các nàng sẽ không nói gì nhưng dù sao cũng vẫn cảm giác không mấy dễ chịu kể từ sau khi bước vào nước diệp thái độ của diệp không phàm đối với thánh nữ các nàng đều thấy rõ hiển nhiên là muốn theo đuổi thánh nữ Diệp không phàm là thiên tri kiêu tử của tử lôi tông, có địa vị cực cao, hắn có huyết mạch kiếp lôi, trời sinh lôi thể, tuổi còn trẻ đã có tu vi thiên cương cảnh tầng bầy. Mặc dù là người như vậy, các nàng vẫn còn cảm thấy chưa hoàn toàn đủ để xứng với thánh nữ, chỉ có mấy vị có hào quang tỏa ra vạn trượng ở hoàng cực thánh vực kia, cũng là những nhân vật không ai không biết, các nàng mới cảm thấy là có tư cách để yêu thương thánh nữ của các nàng. Nhưng Tần Vấn Thiên và Mạc Huynh Thành hiển nhiên không biết tâm tư của các nàng, mà dù có biết, bọn họ cũng sẽ chẳng quan tâm, tần sư đệ, sư huynh thật sự bồi phục người đó. Chấm, Lưu Vân tiến về phía trước cất tiếng nói, nếu thánh nữ là tình nhân của ngươi thì dễ nói chuyện rồi, có thể giới thiệu mấy vị tiên tử cho sư huynh làm quen một chút được không, da mặt của ngươi cũng dày quá rồi đấy. Chấm, Kiều Vũ nhỏ giọng chỉ trích khiến cho tần vấn thiên cũng phải bật cười, nói, chẳng lẽ lăng xương sư tỷ không đẹp, huynh cần gì phải bỏ gần cầu xa, sư muội nàng ấy không thích ta a à. Chấm, Lưu Vân tỏ ra khổ sở đáp, khiến cho một số người trong hoàng thất đều trợn mắt há hốc mồm thầm nghĩ vị sư huynh này của công chúa thật đúng là hiếm thấy đúng rồi nếu thanh nữ là tình nhân của ngươi vậy hẳn là thanh nhi sư muội và ngươi không có quan hệ gì đâu nhỉ rốt cuộc lưu vân cũng để lộ mục đích của hắn hẳn là chuyển sự chú ý về phía thanh nhi giờ phút này hắn đang suy nghĩ tên khốn tần vấn thiên này đã có một vị thánh nữ nghiêng nước nghiêng thành chẳng lẽ còn muốn chiếm đoá băng sơn tuyết liên kia làm của riêng luôn sao vậy thì quá là cầm thú rồi đừng trách ta không nhắc nhở huynh, tu vi của Thanh Nhi là thiên cương cảnh tầng 6 đỉnh phong, không gian võ đạo ý chí đại viên mãn, sư huynh theo đuổi thử xem sao. Tần Vấn Thiên cười nói, hắn đang suy nghĩ rằng nếu như Lưu Vân dám chuyển sự chú ý về phía Thanh Nhi thì sẽ có kết cục thê thảm như thế nào, úi. Lưu Vân dùng mình một cái, ánh mắt của những người khác trong trượng kiếm tông cũng đã khựng lại, thực lực của nữ tử băng sơn không thích nói chuyện kia đã mạnh đến mức ấy ư. Chư vị, đấu trường bên kia đã chuẩn bị xong, cùng nhau tới đánh giá trước đã, thế nào? Lúc này, Diệp không phàm mới lên tiếng, mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu nhưng trên mặt hắn vẫn cố nở nụ cười, che giấu tâm trạng của mình rất giỏi. Mà Khuynh Thành vẫn cứ nắm tay Tần Vấn Thiên, ánh mắt nàng nhìn Tần Vấn Thiên, tỏ vẻ như muốn dò ý, đi xem thử đi. Tần Vấn Thiên cười nói, mà Khuynh Thành nghe vậy thì gật đầu, mọi người cũng đồng loạt đi về phía đấu trường của quốc gia cổ xưa này. Sự cạnh tranh ở Hoàng Cực Thánh Vực rất tàn khốc, vì vậy tất cả các thế lực lớn đều rất chuộng võ, nước diệp cũng giống như thế, làn gió võ đạo cực kỳ mãnh liệt. Đấu trường của nước diệp chính là một trong những địa điểm quan trọng nhất của nước diệp, đấu trường rộng mênh mông, người tới tấp nập, liếc mắt nhìn thử một cái thì không thể nào nhìn được đến cuối. Ở bên trong đấu trường có 12 đài chiến đấu, trên 12 đài chiến đấu chưa bao giờ có lúc chống người, mỗi ngày đều có vô số người đấu võ ở trên đó, cố gắng giành chiến thắng liên tiếp, đạt được sự trọng thưởng từ nước diệp thậm chí là được nước diệp chiêu mộ vào dưới trướng. Không chỉ có nước diệp, người của nhiều thế lực lớn nằm trong phạm vi của nước diệp cũng đều tụ tập ở đây. Bọn họ vẫn luôn có đưa cảnh ô lưu cho những người có biểu hiện kiệt xuất trên đấu trường, chiêu dụ vào cửa môn phái thế lực của mình. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng đệ tử của những thế lực lớn này tranh đấu cũng sẽ giải quyết ở trên đấu trường này. Giữa đấu trường rộng lớn mênh mông có một cái hành lang dành riêng cho hoàng tộc, đi từ đây thì có thể tới vị trí khán đài tốt nhất của đấu trường, có binh giáp canh gác hai bên, không phải người trong hoàng thất thì không thể vào. Giờ phút này, trên hành lang hoàng tộc liền xuất hiện một nhóm người, chỉ trong phút chốc, rất nhiều người bên trong đấu trường đều rối rít ngẩng đầu trông lại, thậm chí còn có vô số người đứng dậy, trong khoảnh khắc này cả cái đấu trường rộng lớn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Bọn họ đã nghe được tin tức rằng hôm nay, nhi tử của Tề Vương, niềm kiêu ngạo của Tử Lôi Tông, Diệp Không Phàm muốn mời thánh nữ dược hoàng cốc đến nơi đây. Cả nhóm người này đều có khí chất phi phàm, nhất là nữ tử nghiêng nước nghiêng thành vô cùng xinh đẹp tựa như trăng sáng giữa trời sao kia ắt hẳn chính là thánh nữ dược hoàng cốc rồi quả thật giống như lời đồn có dung nhan tuyệt sắc phía trước mọi người của dược hoàng cốc có một nhóm thanh niên dẫn đường người tôn quý nhất đi ở giữa thân mặc vương bào chắc chắn chính là vương thế tử diệp không phàm rồi chỉ thấy binh sĩ áo giáp ở hai bên quỳ một chân trên đất cung kính hô bái kiến thế tử công nghênh thánh nữ dược hoàng cốc đại giá giọng nói này chấn động cả đất trời Giống như là thiên lôi, khiến cho vô số người đều nhìn về phía Diệp Không Phàm và Thánh nữ Mạc Khuynh thành, mơ hồ đặt chung hai người cùng ở một chỗ với nhau. Hai người này quả nhiên là nhân vật tuyệt đại song kiêu, nếu như có thể sánh vai cùng nhau chắc chắn sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Đứng dậy, "Hôm nay ta mời thánh nữ đến đây xem thử về đấu trường của nước Diệp chúng ta, hy vọng các vị tuấn kiệt của nước Diệp ta đều sẽ bộc lộ được hết tài năng của mình, chứng tỏ tinh thần võ đạo lớn mạnh của nước Diệp ta." Chấm, giọng của Diệp Không Phàm vang vọng khắp cả đấu trường giờ phút này khiến cho đôi mắt của tất cả đám người nhân hoàng nhất mạch bên cạnh Diệp Lăng Sương đều lộ ra tia sáng lạnh. Diệp Lăng Sương cũng nhíu chặt chân mày, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu, quỳ lại thế tử, lại không quỳ lại công chúa. Chấm chấm, Tần Vấn Thiên đứng ở bên cạnh Mạc Khuynh Thành, hắn nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía trước, có hai vị trí chủ tọa tôn quý nhất, hiển nhiên là Diệp không phàm dành cho chính mình và Mạc Khuynh Thành, sau đó mới đến những vị trí khác. Tần Vấn Thiên trao mày, trong con người hiện lên tia nhọn sắc lạnh, tên Diệp không phàm này tốn công bày ra chuyện này như thế, giọng khách át giọng chủ, thứ nhất là làm nổi bật địa vị của hắn, vậy còn Diệp Lăng Sương, công chúa chân chính của nước Diệp hắn đặt ở nơi nào? Chấm, mục đích thứ hai là vì hắn muốn tạo uy thế với Mạc Khuynh Thành, làm cho người ta có cảm giác rằng hai người bọn họ là tuyệt đại song kiêu, mơ hồ tạo thành một loại ảo giác, làm cho người ta hiểu lầm, mưu mô đến mức khó dò. Mọi người trong đấu trường hiển nhiên cũng chú ý tới tần vấn thiên bên cạnh Mạc Khuynh Thành mặc dù thánh nữ được người bảo vệ nhưng bên cạnh nàng còn có một vị thanh niên nam tử sao có thể không khiến cho người ta ngờ vực âm thầm suy đoán thân phận của hắn trên đấu trường này xuất hiện một cảnh tượng vô cùng vi diệu mọi người đều đang nhìn về phía bên đó mà đám người diệp không phàm cũng ngừng lại mọi người đều đang đợi nhìn xem diệp không phàm sắp xếp chỗ ngồi như thế nào thánh nữ mời chấm quả nhiên chỉ thấy diệp không phàm duỗi một tay ra ý bảo mạc khuynh thành ngồi lên một trong hai vị trí cao nhất kia nếu như Mạc Khuynh Thành ngồi xuống, chắc chắn là hắn sẽ ngồi ở bên cạnh Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành khẽ nhíu chân mày, mặc dù nàng chưa từng có mưu mô gì nhưng hiển nhiên cũng hiểu được ý định của Diệp Không Phàm. Nếu như nàng ngồi xuống, Diệp Không Phàm ngồi bên cạnh nàng, như vậy Tần Vấn Thiên sẽ ngồi ở chỗ nào, hiển nhiên là nàng không cách nào chấp nhận được việc này. Tần Vấn Thiên thấy Diệp Không Phàm chủ động đưa ra lời mời, ánh sáng lạnh trong đôi mắt càng hiện rõ, chỉ nghe hắn lên tiếng, Lăng xương công chúa làm chủ, lẽ ra nên nhập tọa trước hắn vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên tế nhị. Hôm nay Diệp không phàm vốn là giọng khách át giọng chủ, cố ý thể hiện ở trước mặt Diệp Lăng Sương, đột nhiên lúc này Tần Vấn Thiên lại nói để cho Diệp Lăng Sương ngồi, chẳng phải có nghĩa là hắn phải đứng ở bên cạnh Diệp Lăng Sương sao. Trong hai con mắt hiện lên một mũi nhọn sắc bén không dễ gì phát giác, Diệp không phàm ngẩng đầu nhìn Tần Vấn Thiên, lại nghe Mạc Khuynh Thành lên tiếng nói, mời công chúa lên ngồi trước. Trên người quân sĩ áo giáp đứng ở hai bên lộ ra uy thế bức người. Trong không khí loáng thoáng hiện lên một bầu không khí khắc nghiệt, những giáp sĩ này đều có thực lực vô cùng lợi hại, hiển nhiên là Diệp Không Phàm đã sớm sắp xếp tất cả. Nhưng lúc này Mạc Khuynh Thành cũng đã lên tiếng muốn để cho Diệp Lăng Sương ngồi, lập tức khiến cho Diệp Không Phàm có phần không biết phải làm sao, nếu thánh nữ đã khách sáo như thế, công chúa, người nhập tọa trước đi, tránh để thánh nữ phải chờ. Người bên cạnh Diệp Lăng Sương hiển nhiên là cũng thúc giục Diệp Lăng Sương nhập tọa, há có thể làm suy yếu sự uy nghiêm của hoàng quyền hôm nay có tần vấn thiên và thánh nữ dược hoàng cốc hỗ trợ tất nhiên là tốt đẹp hơn rất nhiều nếu không diệp không phàm thật sự ngồi ở vị trí chủ tọa tất nhiên là diệp lăng sương sẽ không thể tiếp tục ở lại đây chấm diệp lăng sương đưa mắt nhìn diệp không phàm ngay sau đó nàng cất bước chân từng bước đi tới vị trí chủ tọa lúc này nàng rõ ràng cảm thấy được một luồng uy thế rơi vào trên người của nàng nhưng nàng thân là công chúa nước diệp nhất định phải gánh chịu được loại áp lực này bất kể có như thế nào, nàng cũng không thể để cho tề vương được như ý. Gió lạnh thổi qua, bầu không khí lúc này khá là kỳ lạ, bất cứ ai cũng cảm giác được, mỗi bước đi của Diệp lăng xương, ánh mắt của Diệp không phàm đều chuyển động theo, cuối cùng hắn cười, hờ hững lên tiếng, mời công chúa. Diệp không phàm vừa dứt lời, trong phút chốc đã khiến toàn bộ áp lực đều tiêu tan, giống như tất cả đều bình thường. Điều này lại làm cho Diệp Lăng Sương càng kinh hoàng hơn, năng lực khống chế của người này đã vượt xa dự tính của nàng ngồi trên vị trí chủ tọa, Diệp Lăng Sương quay đầu lại nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, cười nói, mời thánh nữ ngồi, chàng ngồi bên cạnh ta đi. Mạc Khuynh Thành cười một tiếng với Tần Vấn Thiên, ngay sau đó lên ngồi ở chủ vị, Tần Vấn Thiên ngồi ở bên cạnh của nàng, còn Diệp không phàm thì ngồi ở vị trí ngay phía dưới Diệp Lăng Sương. Những người khác cũng đều lần lượt ngồi xuống, lúc này không khí mới được xem như là khá dễ thở, thánh nữ, đấu trường của nước Diệp ta có 12 đài chiến đấu, cả ngày chiến đấu không ngừng, có thể khiêu chiến lẫn nhau, cũng có thể phiêu chiến dũng sĩ hoàng tộc của nước Diệp ta. 12 đài chiến đấu này, các đại cường giả ở các cảnh giới đều có đủ, bất kỳ ai cũng có cơ hội biểu diễn thực lực của mình, trở thành nhân vật được chú ý, người thành danh chỉ qua một trận chiến trong lịch sử nước Diệp nhiều không đếm xuể, thậm chí có người còn trở thành trụ cột của nước Diệp. Chấm, Diệp không phàm mỉm cười giới thiệu với Mạc Khuynh Thành, vẻ mặt Mạc Khuynh Thành lạnh nhạt, nhìn xuống phía dưới, các trận chiến trên đài chiến đấu diễn ra rất kịch liệt, đúng là có không ít nhân vật ưu tú thậm chí năng lực chiến đấu của các cường giả ở giữa cái trường này còn có vẻ như rất mạnh. Ba đài chiến đấu ở giữa đấu trường chính là thập thắng đài, ngũ thập thắng chiến đài và bách thắng đài, người giành thắng lợi liên tục 10 trận, 50 trận, 100 trận chiến đấu, mới có tư cách xảy bước tới ba đài chiến đấu kia để tỉ võ, ba đài chiến đấu kia cũng luôn thu hút nhiều ánh mắt nhất. Diệp không phàm chú ý tới ánh mắt mà khuynh thành nên giải thích một tiếng, mặc dù Diệp lăng xương ngồi ở vị trí chủ tọa nhưng cứ như thể hắn mới là chủ nhân của nơi này, chiến lực của người trên bách thắng đài đều vô cùng mạnh, nhưng có đôi khi sẽ xuất hiện một số nhân vật yêu nghiệt, bọn họ không chỉ lên đến bách thắng đài mà còn dám vượt cấp khiêu chiến với những cường giả bách thắng khác, những người như vậy, hoàng tộc của chúng ta sẽ trực tiếp chiêu nạp. Diệp Lăng Sương cũng lên tiếng giới thiệu với Mạc Khuynh Thành, nước Diệp Trường tồn vạn năm, làn gió võ đạo ở nơi đây thật khiến người ta phải kính nể. Mạc Khuynh Thành đáp lại, khiến cho đôi mắt Diệp Lăng Sương hiện lên vẻ vui mừng lúc trước nàng từng nghe nói thánh nữ của dược hoàng cốc là người cao ngạo lạnh lùng im lặng ít nói dù là vương hầu hay là vương phi nói chuyện với nàng nàng đều không quá để ý tới nhưng không ai dám có ý kiến suy cho cùng thân phận của nàng rất đặc biệt hơn nữa còn có dáng vẻ xinh đẹp hơn người tựa như tiên nữ nhưng giờ phút này mạc khuynh thành lại bằng lòng nói chuyện với nàng diệp lăng sương biết với địa vị công chúa như nàng còn chưa có thể diện lớn đến vậy khả năng duy nhất chỉ có thể là bởi vì sư đệ của nàng là tần vấn thiên xem ra vị thánh nữ của dược hoàng cốc này có tình cảm không hề bình thường với tần sư đệ ắt hẳn là phải rất sâu đậm nếu không cũng sẽ không có chuyện mọi việc đều hỏi ý kiến hắn như vậy chuyện này càng làm cho nàng cảm thấy sự sống chết của phụ hoàng chỉ sợ đều phải dựa vào tần vấn thiên rồi tần sư đệ khoảng thời gian trước ngươi đột nhiên theo lâm soái sư huynh vào trượng kiếm tông hơn nữa còn có trưởng bối sư môn tới chỉ dạy bản thân ta rất tò mò rốt cuộc là ngươi từ đâu đến mà lại khiến lâm soái sư huynh cũng vô cùng coi trọng ngươi Diệp Lăng Sương nhìn về phía Tần Vấn Thiên, Mạc Khuynh Thành cũng nhìn hắn, nàng có rất nhiều lời muốn hỏi Tần Vấn Thiên nhưng giờ phút này có quá nhiều người, không tiện để hỏi. Hiển nhiên là Tần Vấn Thiên hiểu được tâm trạng của Diệp Lăng Sương và Mạc Khuynh Thành, hắn cười nói: "Năm đó đánh một trận ở Đan Vương Điện, nàng hẳn cũng biết ta bị thương nặng, là Thanh Nhi giúp ta, giúp ta phục hồi thân thể. Về sau đại hạ lại rối loạn, ta cũng xây dựng được thế lực của mình, tiêu diệt được Trần Gia nhưng lại bị trọng thương, chỉ đáng tiếc là vẫn không diệt được Đan Vương Điện." tiếp sau đó ta liền đi ra ngoài, đến thành Nguyễn Vương ở Hoàng Triều Đại Thương, cơ duyên xảo hợp gặp được dịp chín đại môn phái thu nhận đệ tử, khi đó ta được lâm soái sư huynh đưa đến trượng kiếm tông. Những người khác không quá rõ ràng về việc lấy lại thân thể theo như lời Tần Vấn Thiên nói nhưng mà khuyên thành sao có thể không biết. Mặc dù Tần Vấn Thiên nói đến chuyện này với trạng thái rất bình tĩnh nhưng không biết hắn đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió, thế mà nàng lại không ở bên cạnh hắn, kẻ dương oai ở thành Nguyễn Vương lúc ấy chính là ngươi. Chấm, một người của tử lôi tông lạnh lùng quát một tiếng ánh mắt nhìn thẳng về phía tần vấn thiên khiến cho mọi người cũng đều đồng loạt nhìn về phía hắn khoảng thời gian trước trượng kiếm tông tới thành nguyễn vương tạo ra náo động không nhỏ chín đại môn phái đều có người tới tử lôi tông ta là do một vị sư thúc dẫn người đi trước đánh một trận ở nguyễn vương phủ có một tên người ngoài rất ngông cuồng tự nhiên xen vào thậm chí còn giết chết vài người của tử lôi tông sau đó lại được trượng kiếm tông mạnh mẽ đưa đi người nọ cũng không biết được quá cặn kẽ lúc nghe các sư huynh đệ đàm luận chuyện này hắn chỉ hận chính mình không có ở thành Nguyễn Vương, thật không ngờ rằng bản thân sẽ gặp được tên kia tại nơi đây. Chấm, người của tử lôi tông vốn đã rất khó chịu với tần vấn thiên rồi, giờ phút này lại nghe thấy được chuyện này, lại càng nhanh chóng lộ sát ý, một luồng áp lực loáng thoáng đánh về phía tần vấn thiên. Ánh mắt tần vấn thiên chợt lướt qua, thấy được sát ý trong mắt đối phương, hắn lạnh lùng nói, sau võ nghệ trên đài chiến đấu, sống chết có số, tử lôi tông muốn giết tần mỗ nhưng cuối cùng lại chết ở trong tay ta, là do bọn họ vô năng vừa dứt lời mọi người lập tức lóe lên ý lạnh chiến y mãnh liệt tần vấn thiên lại dám nói tử lôi tông vô năng chết cũng không hết tội quả thực là đang tát một cái vào mặt bọn họ nói khoác mà không biết ngược bên cạnh bách thắng đài là các nhân vật lên được bách chiến đài nếu ngươi có thực lực sao không đi lên khiêu chiến một phen cường giả kia của tử lôi tông đưa mắt nhìn tần vấn thiên trong mắt ánh lên tia lửa điện ngươi tính làm gì đó đệ tử trượng kiếm tông ta cần phải mượn đến đấu trường của nước diệp để chứng minh bản thân ư đừng có quên trận đấu trên thánh chiến đài ở Hoàng Cực Thánh Vực năm đó, người của chín đại môn phái khác xương hùng, còn từ lôi tông các ngươi thì giống như chó nhà có tang. Một vị thanh niên của trượng kiếm tông lên tiếng châm chọc, ở Hoàng Cực Thánh Vực, làn gió võ đạo không chỉ tràn đến nước diệp mà còn đến cả thánh vực, ở đây, nếu hỏi đài đấu chiến nào có cấp bậc cao nhất thì dĩ nhiên phải nhắc đến thánh chiến đài. Trên thánh chiến đài thường xuyên có các thế lực cực lớn ở Hoàng Cực Thánh Vực tranh đấu. Thậm chí là đệ tử của chín đại môn phái cũng thường tỉ thí trên thánh chiến đài đã từng có lúc, trong số các đệ tử của 9 đại môn phái tranh đấu trên thánh chiến dài, Trượng Kiếm Tông là mạnh mẽ nhất, vì vậy từ đó về sau năng lực chiến đấu của các binh sĩ của Trượng Kiếm Tông vẫn được xem là mạnh nhất. Chấm chấm, trong những nhân vật tuyệt đại thiên kiêu danh chấn hoàng cực thánh vực, tỏa sáng vạn trượng kia có rất nhiều đều thành danh trên thánh chiến đài, bọn họ đều giành vô địch trong cảnh giới của mình ở thánh chiến đài, thậm chí chiến đấu vượt trên cảnh giới rồi giành vô địch, có thể nói tuyệt đại thiên kiêu chân chính là người có thể quét ngang mọi kẻ đối địch người này nói tới thánh chiến đài khiến cho không ít người của dược hoàng cốc lại nghĩ tới những nhân vật tuyệt đại thiên kiêu kia tử lôi tông diệp không phàm đại thương hoàng triều thương đồng đều chưa phải là tuyệt đại thiên kiêu trong mắt những người của dược hoàng cốc đang có mặt ở đây chỉ có những nhân vật như vậy mới có thể xứng đôi với thánh nữ của các nàng nói thế hoàn toàn là đang khiêu khích tử lôi tông chỉ thấy các cường giả của tử lôi tông đều thả ra chiến ý cực mạnh quét về phía tần vấn thiên cùng với người nói chuyện kia lạnh lùng nói, có can đảm thì lên đài chiến đấu cọ sát một phen. Tần vấn thiên đảo mắt qua, người của tử lôi tông nhiều lần khiêu khích, Diệp không phàm còn có lòng mơ ước mà khuyên thành, tượng đất cũng sẽ bị nung nóng, huống chi là hắn. Hắn nhìn về phía người lên tiếng kia, tu vi thiên cương cảnh tầng 5, không khỏi hiện lên vẻ khinh miệt nói, ngươi còn chưa xứng chiến đấu với tần mỗ, ngươi. Người nọ giận dữ, chỉ ngón tay về phía tần vấn thiên, tốt xấu gì hắn cũng là nhân vật thiên tài của tử lôi tông, một trong chín đại môn phái, đáng kiêu ngạo bực nào. Thế mà tên tần vấn thiên kia lại lộ ra vẻ khinh miệt như thế, thực sự là không cách nào nhịn được, chỉ là hắn khống chế cảm xúc rất tốt, trong nháy mắt đã ngăn chặn lửa giận, châm chọc nói. Không ngờ trượng kiếm tông lại là loại chuột nhát nhát gan, công pháp ngoài miệng thì lại rất cao, chẳng lẽ trượng kiếm tông ta còn cần phải chứng minh với tử lôi tông các ngươi sao? Lưu Vân uống một hớp rượu, vẫn cứ bày ra vẻ khinh miệt giống như trước, người trượng kiếm tông là khách, không được vô lễ. Diệp không phàm hờ hững nói một tiếng, lúc này người nọ mới lạnh lùng cười, nói, cũng đúng, không thể làm cho khách nhân quá mất mặt, huống chi lúc này đang ở trước mặt đang thánh nữ. Nhưng thánh nữ dược hoàng cốc có phong thái bực nào, ta cho là tình nhân của thánh nữ ắt hẳn cũng là một vị thiên tài đáng để kiêu ngạo, lại không ngờ rằng. Người nọ vừa nói vừa khẽ lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc thật. Tần vấn thiên nghe được lời ấy thì trong mắt hắn lập tức hiện lên một luồng sát ý nhưng lại thấy Mạc Khuynh Thành khẽ kéo tay của hắn. Quay đầu lại, Tần Vấn Thiên liền nhìn thấy Mạc Khuynh Thành nở nụ cười dịu dàng với hắn, hiển nhiên Mạc Khuynh Thành nàng sẽ không để ý đến lời nói và ánh mắt của bất kỳ kẻ nào. Trong lòng nàng, Tần Vấn Thiên từng là người mà không một ai ở đại hạ có thể so sánh được, nay ở Hoàng Cực Thánh Vực, sớm muộn gì tên tuổi hắn cũng sẽ vang dội giống như trước. Huống hồ, dù Tần Vấn Thiên thật sự là người tầm thường thì thế nào chứ, đây chính là người mà nàng thích nhất. Đảo mắt nhìn sang, Mạc Khuynh Thành nhìn về phía người của tử lôi tông, trong đôi mắt hiện lên một tia sáng lạnh những người này muốn ly gián mối quan hệ giữa nàng và Tần Vấn Thiên, nói lời vũ nhục Tần Vấn Thiên, lại không biết là bản thân đã phạm vào điều tối kỵ, thật sự chọc giận nàng, công chúa, trước lúc tình trạng của nhân hoàng chuyển biến tốt đẹp, ta vẫn sẽ ở lại đây. Mặt khác, ta sẽ sai người đến tìm tiền bối ở dược hoàng cốc cầu hỗ trợ, chỉ đành quấy rầy công chúa thêm một thời gian rồi. Mạc Huynh Thành nhìn về phía Diệp Lăng Sương ngồi bên cạnh, hờ hững nói rõ. Lời ấy vừa được buông xuống, Diệp Lăng Sương lập tức mừng rỡ ra mặt, trong lòng kích động không thôi, nói, cớ gì thánh nữ lại nói ra lời ấy, nếu là như vậy, lang xương vô cùng cảm kích, trên dưới nước Diệp đều sẽ cảm tạ ân tình của thánh nữ. Lúc này trong lòng Diệp lang xương vô cùng kích động, xem ra nàng vẫn đánh giá thấp địa vị của tần vấn thiên ở trong lòng Mạc khuyên thành. Sắc mặt Diệp không phàm trở nên khó coi, nhìn lướt qua người mới vừa nói chuyện, ánh mắt ấy lạnh đến thấu xương. Hắn chỉ khiêu khích một câu với Tần Vấn Thiên đã khiến cho Mạc Khuynh Thành quyết định sẽ giúp nhân hoàng nhất mạch, Diệp không phàm sao có thể không rõ, việc hắn muốn theo đuổi thánh nữ đã không còn bất cứ hy vọng nào nữa. Lời Mạc Khuynh Thành nói khiến cho không khí càng trở nên căng thẳng hơn, trong lòng đám người tử lôi tông đều tràn ngập oán khí, chỉ hận không thể đánh một trận thật ẩm ý với đám người trượng kiếm tông ngay tại lúc này. Thường ngày những đệ tử trượng kiếm tông này đều luôn cao ngạo, ai ai cũng đều mắt cao hơn đầu, không xem chín đại môn phái khác ra gì, Tuy nói chín đại môn phái đều có ân oán và mâu thuẫn với nhau nhưng khiến bọn hắn khó chịu nhất chính là người của trượng kiếm tông, thực lực của người này cũng rất lợi hại, tu vi thiên cương tầng 5, lực chiến đấu đáng sợ đến khó tưởng. Lúc này, Diệp Lăng Sương lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nhìn về phía bách chiến đài, chỉ thấy ở đó có một vị cường giả toàn thân như phát ra hào quang kim sắc, tất nhiên là lợi hại, người này tu hành lực lượng kim thân bất phôi, phòng ngự siêu chắc chắn, lúc công kích phù quang đầy trời, khả năng sát phạt vô cùng đáng sợ. Diệp không phàm cười nhạt một tiếng, trong cuộc chiến ngày hôm nay, người này trăm trận trăm thắng, vẫn luôn không tìm được đối thủ. Mọi người nghe thấy lời Diệp không phàm nói thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hình như Diệp không phàm có quen biết người này, ha ha, người này đã vào tề vương phù. Quả nhiên, một người đứng bên cạnh Diệp không phàm hờ hững lên tiếng, trượng kiếm tông có ai muốn thử một chút không? Không cần thử, lần chiến đấu tiếp theo, hắn sẽ thua. Tần vấn thiên bình tĩnh lên tiếng, khuôn mặt Diệp không phàm hiện lên một nụ cười miệt thị, thực lực của người thanh niên kim bảo kia hắn biết rất rõ, làm sao có thể thất bại được. Đưa mắt nhìn về phía đài chiến đấu, liền thấy một người thanh niên mặc khắc bào, vóc người hơi có vẻ gầy gò xuất hiện, toàn thân người này toát ra một loại khí chất khiến cho người ta cảm giác vô cùng lạnh lẽo, liếc mắt nhìn qua cũng đủ khiến cho người ta cảm nhận được cái lạnh tràn vào cơ thể, mặc dù hơi thở tràn ngập trên người hắn chỉ là thiên cương cảnh tầng 4, có lẽ người này khá là nguy hiểm nhưng tu vi chỉ mới thiên cương cảnh tầng 4, nhất định sẽ thua một vị cường giả của tử lôi tông lên tiếng, ánh mắt mọi người rối rít nhìn về phía bên kia. ở bên trong đấu trường, lại nhớ tới âm thanh núi hồ biển gầm, khiến cho ánh mắt tần vấn thiên lóe lên tia nhìn sắc lem. nếu hai người này đều lên được bách chiến đài thì chắc chắn đều là danh nhân ở cái đấu trường này, đã lấy được chiến tích bách chiến huy hoàng, chỉ sợ là ngươi phải thất vọng rồi. tần vấn thiên lạnh nhạt đáp lại, rất nhanh, hai người kia liền bộc phát chiến đấu, toàn thân thanh niên kim bảo kia lập loè hào quang kim sắc trói mắt đầy trời thậm chí phía sau còn hiện lên hư ảnh bất diệt kim thân, công kích và trưởng lực sát phạt ngập trời, dường như muốn đánh nát cả đất trời, cực kỳ mạnh mẽ. Thanh niên mặc hắc bào không đánh chính diện với hắn mà chỉ không ngừng né tránh, hư hư thực thực di chuyển, mỗi chuyển động của hắn đều rất tinh diệu, từng huyết quang sáng lấp lánh hiện lên, tràn ngập khắp cả đấu trường. Công kích của thanh niên kim bào càng ngày càng hung bạo như muốn giết chết đối phương giải quyết đối phương một cách nhanh gọn, song trường mà hắn đánh ra lúc phù quang kim sắc biến ảo thành dấu ấn bàn tay che kín cả bầu trời trước mắt đối phương, triệt để đè bẹp người trước mặt. Công kích tựa như cuồng phong bạo vũ liên tục được phóng ra, thanh niên hắc bào cũng không ngừng né tránh lui về phía sau, thậm chí có đôi lúc còn bị kình phong đánh phải, phun ra máu tươi. Xem ra ánh mắt của ngươi cũng chẳng ra sao, vốn dĩ không phải là cùng đẳng cấp chiến đấu. Cường giả tử lôi tông quét mắt về phía tần vấn thiên, châm chọc nói, cuộc tỉ thí này đúng là không cùng đẳng cấp, cũng sắp kết thúc rồi. Giọng của Tần Vấn Thiên trước sau vẫn bình tĩnh như thế, khiến cho người nọ lại càng lạnh lùng cười không thôi, đúng là cứng miệng, cuộc chiến đã rõ ràng như thế mà ngươi còn cứ giả mồm, để ta xem sau khi trận đấu chấm dứt, ngươi có phải tự vả mình một bát tai hay không đây? Chấm, Tần Vấn Thiên nhìn đối phương, ngay sau đó nhả ra hai chữ, ngu ngốc, ngươi sức chịu đựng của vị cường giả tử lôi tông kia có mạnh đến mấy cũng không chịu nổi việc tần vấn thiên liên tục khiêu khích như thế, hơn nữa thanh niên hắc bào này đã ở trong cục diện thất bại, hắn lại vẫn cứ đổi trắng thay đen, việc này để cho bọn họ thật sự rất muốn đánh cho tần vấn thiên một trận tơi bời ngay tại chỗ, nếu không phải là có thánh nữ ở đây, những kẻ giống như ngươi chỉ sợ đã sớm phải chết không biết bao nhiêu lần. Chấm, lúc nói chuyện người nọ lóe lên sát ý. Nghe nói tử lôi tông cũng là một trong chín đại môn phái, hôm nay vừa gặp, không ngờ lại có lắm kẻ ngu ngốc đến vậy, quả thực là khiến người ta phải xấu hổ khi làm bằng hữu cùng các ngươi. Tần Vấn Thiên vẫn chẳng hề tỏ ra ra tức giận, bình thản mà nói, quả thực những lời của hắn có thể ép người đến mức phát điên. Mặc dù ngay cả người của Dược Hoàng Cốc và người của Trượng Kiếm Tông cũng không rõ Tần Vấn Thiên lấy tự tin ở đâu ra, rõ ràng là thanh niên Hắc Bảo đang ở thế hạc phong, thế mà hắn vẫn cứ chắc chắc là người này sẽ thắng. Tình nhân của Thánh Nữ hy vọng không phải là một kẻ chỉ biết nói cho sướng miệng. Người Dược Hoàng Cốc thở dài trong lòng tài ăn nói của tên tần vấn thiên này đúng là lợi hại, giam ba câu thôi đã có thể chọc giận người ta, nhưng nếu như không thật sự có thực lực như vậy thì thật sự là quá khiến người ta phải thất vọng, sau khi trận chiến này chấm dứt, ta nhất định phải phải vả vào mặt ngươi một cái thật đau. Một vị cường giả tử lôi tông thấy tần vấn thiên không chút khách sáo mà vũ nhục tử lôi tông, không khỏi lên tiếng trước mặt mọi người, thẳng thắn phát ra tiếng khiêu khích, muốn vả mặt tần vấn thiên, ai kêu người này lại dám nhục nhã tử lôi tông như thế. Tần Vấn Thiên thì chỉ lạnh lùng liếc nhìn đối phương, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía đài chiến đấu. Thanh niên Kim Bảo công kích càng ngày càng hung bạo hơn, mắt thấy trận đấu sắp phải kết thúc, trên mặt mọi người tử lôi tông treo nụ cười, cường giả trượng kiếm tông thì khẽ nhíu chân mày lại, còn sự thất vọng trong lòng người dược hoàng cốc lại càng mãnh liệt hơn. Duy chỉ có Mạc Huynh Thành là tin tưởng vào phán đoán của Tần Vấn Thiên, không chỉ là vì quan hệ giữa nàng và Tần Vấn Thiên mà còn là bởi vì nàng nhận ra được bóng dáng hắc bào kia, âm. Um, chấm âm thanh công kích cuồng bạo kia gây chấn động cả đài chiến đấu. Thanh niên kim bào thấy bản thân sắp sửa đoạt được tính mạng của thanh niên hắc bào nhưng ngay một giây đó, không ai chú ý tới trong mắt thanh niên hắc bào hiện lên một mũi nhọn đen nhánh vô cùng sắc lạnh, chỉ trong nháy mắt, công kích của thanh niên kim bào dừng lại ở hư không, ngay sau đó sắc mặt hắn như cho tàn. Đùng, thanh niên hắc bào bước một bước chân, giấu bàn tay đánh vào người của hắn, trong phút chốc, thân thể của vị cường giả kim bào như bị khô héo, hắn gắt gao mở ra hai mắt, ngay sau đó rơi xuống khỏi đài chiến đấu, vừa rơi xuống vừa bị thiêu cháy, cường giả bách chiến lại bị người có cấp bậc thấp hơn giết chết. Đây là, tất cả mọi người đều vô cùng hãi hùng, ánh mắt của mọi người trượng kiếm tông thì chợt lóe kinh ngạc mà nhìn tần vấn thiên, sao hắn lại tự tin như thế, hắn có thể đoán trước được chiến cuộc. Ánh mắt của đám người dược hoàng cốc cũng lóe lên, xem ra tần vấn thiên cũng khá là có mắt, không giống như trong tưởng tượng của các nàng. Về phần người của tử lôi tông, sắc mặt ai nấy cũng xanh mét, kết cục của cuộc chiến này khiến cho bọn họ cảm thấy toàn thân đều rất khó chịu, trên mặt sinh cảm giác ran rát, nhớ tới những lời mà mình vừa nói, không ngờ lại châm chọc như thế, ha ha, cái tát này đánh thật đã tay, không phải vừa nãy còn nói nhiều lắm mà, sao bây giờ đều câm hết cả rồi. Lưu Vân cười phá lên, đám cường giả tử lôi tông đều cực kỳ khó chịu, quả thực là vô cùng nhục nhã, sư huynh cần gì phải so đo với đám người ngu ngốc đó, chẳng phải là hạ thấp thân phận ư. Chấm lúc này tần vấn thiên cũng chả thèm liếc nhìn đám người tử lôi tông dù chỉ một cái mà là khuyên lưu vân một tiếng nhưng lời của hắn rơi vào trong tay đám cường giả tử lôi tông lại vô cùng chói tai không phàm mặc dù hôm nay bọn họ là khách nhưng mà lại gây sự nói lời sỉ nhục chúng ta như thế chúng ta có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục nếu tử lôi tông ta còn không tỏ thái độ gì chẳng phải sẽ bị cười đời cười nhạo sao